Hello các chị yêu của em. Hello hello mọi người. Vô lại tám đi các chế ơi. Hôm nay ai nhận được thông báo của bé anh cho em xin cảm nha mọi người nha. Trời mệt quá Hello, xin chào chị Hoa Ngọc. Hello, xin chào chị Thùy Châu Ngô. Các chế ơi, ai nhận được thông báo của em cho em xin cảm ơn nha mọi người nha. Hôm nay em lên hơi trễ một xíu xíu. <laughs> thì cho ngôi nhận hoài hả? Nhận được không mọi người? Công nhận bị xoan hủy cái này đỡ hẳn luôn á. Mấy chế nào bị xoan mua cái này về xài. Hello, hello mọi người. Ai nhận được thông báo cho xin comment nhé mọi người ơi. Hello chị Minh Ngọc nhận Minh Anh chiều không hay like để mua đồ đẹp <laughs> Hôm chiều nay em có like á chị Minh Ngọc Chiều nay chị Minh Ngọc chắc đi làm không có được like của em đúng không Chiều nay bé anh có like nè Có ai đang coi like các chị ơi cho em xin comment nha mọi người nha Hello mọi người Ai thấy em cho em xin comment nha các chế ơi Em lên giờ này ít người coi like được lắm Thường hường nhiều người coi like lắm mà sao hôm nay đi đâu mất tiêu rồi không thấy đâu hết Các chị nào mà nhận được thông báo cho em xin comment nha Hôm nay em like có một mình nè à. Mấy chế vô live, mấy chế chia sẻ đi Hôm nay em có cái này hot hot lắm Em lên cho mọi người Hẹn mấy chị 8 rưỡi đó Mà hôm nay lên hơi trễ xíu Ai thấy em anh cho em xin comment nha Hello chị Bảo Lê Hello tất cả các chị gái Thường thường á Em tính lên á là 10 giờ 11 giờ Hôm nay em tính lên like khuya Mà mà em sợ like khuya nhiều người đi ngủ rồi Không có coi like của em được Hello mọi người có ai thấy được thông báo của em không? À, chị Hello chị Linh Văn, chị Thùy Châu Ngô mới nhận bánh kẹo sáng nay Ăn ghiền thiệt luôn, em cảm ơn chị Thùy Châu Ngô Nói chung đồ ăn ngon và chất lượng là được rồi à, Lát em like cái này cho mọi người Em còn được ít cái này nè, lát em like em sale cho mọi người cái này à, Bảo đảm có nhiều người dùng rồi Hello em xin chào chị Minh Ngọc Chiều về mới thấy like mà muộn mất không mua được cái áo đẹp nào <laughs> Nhận được thông báo không mọi người ơi, từ từ có hôm nay có nhiều cái hot hot lắm đợi vài bữa đi vài bữa cái này về vài bữa cái này về cho mọi người để mấy chị có cái đẹp mấy chị chân ha em có nhiều cái ở trong đầu em lắm nhiều cái ý tưởng đẹp lắm nhưng mà em chưa có tiền nên em chưa có thực hiện được nên mấy chị đợi em gom lúa đi khi nào em có điều kiện rồi em tặng hello chị Thuy Vũ hello chị Nguyệt Minh Nguyễn À, đơn hôm qua dồn vô đơn chiều nay luôn nha chị chị Thúy Vũ Nếu như đơn đó em chưa đi thì em dồn Còn đi rồi thì em chịu thua nha Em không có hứa đâu Rồi hôm nay em lên cho mọi người xem cái này Đẹp lắm đẹp lắm mọi người ơi Hôm nay đây là một cái mẫu mới về của em Có ai nhận được thông báo của em cho em xin comment nha Đây là một cái mẫu mới về Nhẫn em đeo là những gì vậy Nhẫn em đeo là những, uh, những ruby chị những em đeo là những ruby nha. Cái nhẫn này là 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 em đeo cũng lâu rồi đó. Những em đeo là những ruby. Hôm nay em về được cái này cũng rất là đẹp và rất rất là xinh. Cái này uh, chắc chắn luôn là mấy chị sẽ đi 10 nơi các chị sẽ không không thấy không biết được cái này là cái gì đâu. Bảo đảm luôn mà mọi người đi 10 nơi mấy chị cũng sẽ không có thấy được cái này là là cái gì đâu. Đẹp lắm. Cái này uh, này là sạc cừ á mọi người gọi là xà cừ á nhưng mà thật ra nó là ốc quá mọi người ốc á ốc loại mới đẹp không em để đây cho mọi người xem trời ơi nó lạ lắm luôn và cái chị đi 10 nơi á em nói thiệt mấy chị là hiếm luôn mới có được cái này không có đâu đa số mấy cái này là em phải nhập về mà lâu lâu mới có được ốc quá mọi người đẹp lắm lâu lâu về những cái loại mới rất là xinh và rất là đẹp luôn đây cái vỏ của nó nè bá cháy luôn á đẹp lắm đẹp cực kỳ ha ai đang coi like các chị ơi một nút chia sẻ giùm em nha hôm nay em không có lên đồng <laughs> nên hôm nay em không có like về phong thủy hôm nay em like đủ thứ hết chị nào thích cái gì các chị cứ comment trên like hôm nay em tính like cái này nè em uh, kiểm kho em còn được ít cái này đợi em xíu em tính like cái này nè mấy chế đây nè đây nè em tính like cái này nè đây em tính like cái này nè cái này nhẫn em hết bán rồi chị tuệ minh hiện tại nhẫn em hết hàng rồi em tính like cái này nè Ủa hôm nay lát Friday đây hả chị minh ngọc u cha mà ơi em không có cập nhật facebook luôn á hôm nay em mệt quá không có cập nhật được facebook collagen hiện tại đang hết rồi chị yến nguyễn ạ à. collagen hiện tại đang cháy hàng chưa có hàng hiện tại nhà em còn được có hai ba hộp rồi là hết luôn rồi hiện tại đang hết hàng nha mọi người ha cái này nè Em tính sale cái này nè Tại vì cái này em còn được ít Em không nhớ luôn á Đợt khách hỏi em nó hết hàng rồi Mấy chị biết cái này là cái gì không Ôi cái này em nói mấy chế là uống siêu hiệu quả luôn á Hello chị Khang Trần Hello mọi người Để em suy nghĩ coi hôm nay lắp phay đây em có cái gì phay đây cho mọi người không Mấy chị cho em xin ý kiến nha mọi người nha Chắc phải khuya khuya lên like quá Chưa giờ lên like Hôm nay cũng có mình em like à. Hôm nay nhân viên em nó bọn ngồi Ngày mai nó mới phụ em like được nay minh ngọc đổi avatar rồi nên là nhìn không có không có ra đây nè đây là trà bưởi nè mà khách cũ dùng không à khách mới chưa có dùng đâu khách mới chưa có biết về cái này đâu đây em có một số dòng thực phẩm chức năng nữa mà nhiều khi em quên không có like á mật ong nghệ ma ma chê nào mọi người cao xăm cao xăm ủa cao xăm này dùng hơi bị tốt luôn á đỉnh của đỉnh luôn xuất sắc cành đào luôn á mọi người chờ hôm nay hay là hôm nay làm chương trình với cao Xăm nhờ có ai biết cao sâm lên men này không? cao sâm lên men tốt hơi bị tốt luôn cái này em bán rất là được cái này là cao sâm đông trùng hạ thảo nào cũng đang cháy hàng luôn có uh, cao sâm uh, cao sâm linh chi nữa Từ từ để hôm nay em coi có gì hay hay không mọi người cao Xăm không? ai hôm nay black friday mấy chị muốn gì cao Xăm hay trà buổi đi hôm nay làm chương trình tặng đi ai thích cái gì comment trên like dùm em nha mọi người ha hello xin chào phương các chị ơi coi like chia sẻ cái cái này tốt lắm nè à. hơi bị tốt luôn á và đặc biệt cái này uống rất là hay cái này uống cải thiện sức khỏe rất là hay luôn cái này là cao xăm cao xăm này là chuẩn của hàn quốc nha cái này chuẩn của hàn quốc có chim đầy đủ ha mọi người ha một trăm phần hàng âu luôn á không biết hàng giả cao xăm uống ngon lắm đây chơi luôn rinh đại luôn lát làm chương trình tặng cao xăm nè đây cao xăm rồi à. giảm mỡ Ờ chào buổi Ai thích cái gì comment nha Ai thích về phong thủy gì cứ comment trên like cho em nha mọi người ha Đẹp quá Xuất sắc thiệt luôn á Đẹp thiệt sự luôn á mọi người Đây Này là ốc anh Vũ ha mọi người ha Đây có chị nào cần tư vấn cái gì Các chị cứ comment trên like giùm em <laughs> Khách nói trời ơi áo thun nam đẹp quá Giờ chị mới coi lại like Hồi trước em có tặng cái này nè Nhưng mà hết rồi Hồi trước em có tặng cái này nè đẹp lắm Em hồi trước em cũng có like cái này luôn nè, mà hiện tại hết hàng rồi tì hiu. Rất là đẹp. Cái nào nó cũng đẹp hết đó mọi người ơi. Hôm nay mấy chị thích gì? Black Friday đây thật sự không biết cái gì luôn á. Đây là trà buổi uống siêu giảm cân. Từ từ để em coi coi hôm nay em có cái gì em làm cho mọi người không. Mấy chị cho xin ý kiến nha mọi người ha. Mấy chế cho em xin ý kiến nha để em uh, suy nghĩ. Hôm nay mấy chị thích lên gì mấy chị cho em xin comment đi Hello mọi người Hôm nay mọi người thích lên gì Thật sự là hôm nay có mình em like Em không có biết em bán gì luôn Hôm nay có mình mấy anh like à Nên là mấy chị cần cái gì Thì em sẽ hỗ trợ Không thì em lại là con đường phong thủy Tại vì mấy chị biết mà Em bán phong thủy thì rất là được luôn với lại nhiều khi em like phong thủy á, mấy chị thích nghe Còn ví dụ em bán nhiều loại á, người ta đi nhiều nơi người ta mua lắm rồi Nên là thật sự ai cần cái gì mới mua thôi Chứ người ta thích nghe em like về phong thủy hơn Các chị thích cái gì mấy chị cứ comment trên like giùm em là em sẽ lên nha mọi người ha Hello chị Bùi Dương ạ à. Các chị có nhận được thông báo facebook của em không? Cho em xin ít comment đi mọi người Hello chị Hằng Phạm, hello chào chị yêu của em Sau này không có thông báo, không biết bé like luôn ý Mạng yếu hay sao á đó em hứa em tặng chị hằng phạm cái nhẫn em đang đeo nên là giờ em hết cái nhẫn rồi nên em qua đeo qua ruby <laughs> hôm nay em like mình nhân viên em đợt nó phụ em like xong rồi nó về nhà nó làm gì cho nhà nó cái nó bị tụt canxi nó xỉu đó nên là hôm nay nó phải dưỡng sức khỏe hai ngày à, ngày mai nó mới quay lại nó phụ em nhân viên chốt đơn à, dạo này cũng ít bắt đầu ngày mai ngày mốt là thêm nhiều người làm hiện tại là em gần 7 người làm rồi Nói chung là làm dòng thì nhiều Tại vì em có đơn khách sĩ dòng là chính Hả mọi người Rồi <laughs> là giờ em còn có cái nhẫn này để em đeo thôi Để em chia sẻ một cái nữa cho mọi người coi like Đợi tí đi Hôm nay chị Minh Ngọc nhắc là Black Friday Ủa nhiêu độ mà nóng chứ người ta Đợi em tí ơi, em bật cái máy lạnh Chưa có tẩy tới bầu chết mặt luôn á Mọi người coi like em đi nha, vài bữa em về cái collagen tươi cho mọi người Đợi em tí Nay có mình em like rồi à? Nên là em nói không có nổi Rồi 17 độ chưa ta Đợi em tí xíu Vòng tay hổ phách làm gì có hàng chứ ơi Rồi Rồi ok Lại đây Đúng là có nhân viên phụ á Thì đỡ mệt ha Người ta cũng có người hai người kiểu chạy đi lấy hàng Còn em không có ai hết Tại vì ca tối ít người phụ lắm Tối qua em không có like Tối qua bé anh không có like chị Ngọc Yến Nguyễn Tối qua bé anh không like Ờ à, để hôm nay bé anh suy nghĩ coi Hôm nay để em coi coi có cái gì hay hay không Mấy chị cho em xin chút ý kiến đi mọi người Mấy chị thích tặng gì Black Friday thật sự không biết tặng cái gì luôn á Cho xin phản hồi ít ở trên like đi Em có cao xăm Cao xăm này cũng tốt lắm nè Cao xăm này tốt lắm nè có ai thích cao xăm không? Cầm anh đi thả tim đi Bán cao xăm tặng Tặng cao xăm không mọi người? Thiệt sự luôn để em coi nhà em còn nhiều gì À mấy chị đợi nha à, Serum uh, Huyết thanh C sắp về đó à, Chắc tầm phải 5 cho tới 7 ngày Tại vì hiện tại hàng Mỹ phẩm thông quan nó hơi chậm Phải từ ngoài Hà Nội Gửi vô trong đây lận Ngoài Hà Nội gửi vô trong đây lận nó hơi lâu Tại vì uh, nó không có về trực tuyến được sân bay uh, Hồ Chí Minh Không biết sao đợt này về hàng nó tùm lum tùm la lắm mọi người Rồi bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái này chỗ mệt quá Chắc em uh, không có người phụ Chắc em phải like về phong thủy quá Thôi kệ đi nha Like tới đâu hay tới đó Mấy chị nghe mình em nói Mấy chị uh, Minh Anh tìm áo 90kg nha em Chị Lý Nguyễn Thị Chị Lý Nguyễn Thị lấy mấy cái Chị comment đi để em kiếm cho Đây nè các chị có biết đây là cái gì không để em suy nghĩ coi tặng gì vậy? thôi em biết cuộc đời em là chỉ có like phong thủy thôi em mới nói được thôi nay em em có rất là nhiều món nhưng mà nay không có người phụ em đập không có nổi em mệt lắm mọi người ơi nên hôm nay chắc em phải like nhiều món đi Hello chị Ly Nguyễn Vòng đi em Mấy chị cho em sự gợi ý đi Em nói với mấy chế thật sự là em không có biết cái gì hết Ờ à, Minh Anh tượng mẹ với Bình An gửi hàng cho chị chưa Em gửi rồi Hôm nay chị nhận vòng phong thủy đẹp lắm bé Chị Bùi Dương mang có vừa tay không Cho em xin cảm nhận đi Mấy chị ơi mấy chị coi like Mấy chị chịu khó tương tác cho em một tí đi Để em coi coi hôm nay em có cái gì hay hay không Để em like cho mọi người Vòng tay hả <laughs> sao lần nào lên like cũng lấy vòng tay ra ok vậy thì lên vòng tay em thấy mấy ngày hôm nay ngày nào em cũng like vòng hết á nên em sợ mọi người coi like mấy chị chán á nên là em không có biết like cái gì hôm nay chưa có hàng mới về à, phải tầm ngày mai ngày mốt may ra mới có thêm hàng xe bùng nổ đi biết là bùng nổ rồi minh ngọc minh ngọc cho xin phản hồi đi bây giờ à, em sẽ uh, like này em nói thiệt cái máy chế là em không có sốt hồi chưa em mới like quần áo em em la làng em mệt quá bây giờ có mình em like à nên là mệt lắm mấy chế cho em xin comment đi mấy chế hôm nay muốn em bùng nổ cái gì em chơi tới với cái đó cho mấy chế luôn ai thích cái gì cứ comment mân nó trên like nhiệt tình lên giùm em mấy mới xin có hàng chưa em trời ơi em nói nhắc mới nhớ men vi sinh em vừa canh sale được mà em đặt có hai chục hộp à không có được nhiều hồi chiều chị nhận phong thủy giờ chị đang đeo nè cảm ơn chị bùi dương mấy chị muốn bùng nổ gì hôm nay em cho mấy chị yêu cầu một trong những yêu cầu đầu tiên muốn bùng nổ cái gì cờ trên like đi em hứa hẹn là em sẽ lên đúng cái đó theo ý mấy chị ai coi like hả tim em cái ơi hôm quá chết rồi mấy hôm nay không biết like cái gì luôn á khách ơi khách thương em đi khách cho em xin một cái comment đi tại vì em nói thiệt là nhiều khi em bị bí có những cái ngày livestream không biết bán gì hết đó khổ ghê vậy lên like vậy đó đúng giờ là lên rồi chứ không có suy nghĩ ra không biết bán gì hết đó à. xăm saffron mật ong đi bé chị hoa ngọc xăm saffron mật ong hình như loại đó em đâu còn đâu Lai phong thủy thì không có chán đâu bé yêu ơi Hôm nay em sẽ chiều theo yêu cầu của mọi người Mọi người muốn lên cái gì Mọi người cứ comment giùm em đi Chị ơi, chị Hoa Ngọc ơi Xăm saffron hết trơn rồi Bây giờ chỉ có mật ong Là riêng nè Nhị hoa nghệ tây là riêng thôi Không còn cái nào nó chung đụng gì hết Nó riêng biệt hết 100% Hello em chào chị Huỳnh Sương ạ à. Bữa nay nhận được mẹ đẹp quá trời luôn, em cảm ơn chị Lâm Thiên Tịnh Lâm Thiên. Bé còn mật ong không nè, mật ong ngon quá. <laughs> uh, mật ong thì còn chứ, mật ong thì còn chứ. Tại xíu, mật ong còn. Chị Annie trần mật ong bé còn. Mật ong uh, mật ong, uh, ong Hàn Quốc đúng không? Mật ong Hàn Quốc đúng không? Mật ong Hàn Quốc là bé anh bán theo lít. Đợi em xíu, phải chị uh, phải chị Annie trần hỏi bé anh cái này không? Mấy chế cứ comment trên like đi nha Thiệt sự là hôm nay không biết like gì hết Nên là em cho theo yêu cầu của mọi người á Chứ còn bán buôn là mình phải lên Lên theo ý của mình Mấy chị cho xin comment nha Nhiều người coi like chắc chán lắm Tại vì nhỏ này nó lên nó nói hoài mà nó chưa có bán <laughs> Mật ong rừng đúng không Ok chị Ai đang dùng mật ong rừng cho xin ít phản hồi đi Mật ong rừng thì hơi, hơi bị hiếm đó Mật ong rừng thì hơi bị cháy hàng đó Chị uống hết rồi, tưởng bé còn nên kêu lên like chị Hoa Ngọc Mật ong Sephoron Mama Chue đúng không? Cái đó hiện tại đang hết hàng rồi chị Hoa Ngọc Chắc phải lâu lắm mới về á Em em đợi hàng bữa giờ mà chưa có Tại vì biết làm sao không? Giá không có giảm Đa số mấy chị mua hàng mà em like Là em mua hàng sale không à Hôm bữa em mua cái hộp đó người ta đang bán là một triệu, gần một triệu Mà hôm bữa bé anh mua vô giá tốt Bé anh mua hàng sale, bé anh bán mấy chị chỉ có nhiêu? 700, 800 ngàn thôi Nên ai mua hàng sale của em phải chịu đợi Chứ còn bây giờ mà mua về là bán 1 triệu hai là mấy chị không có mua nổi đâu Hello mọi người Cái này với anh còn nè Hôm nay thì uh, Thiệt á Chết rồi không biết bán gì luôn rồi Để em suy nghĩ mọi người ơi thôi em tặng quà đi giờ chỉ có tặng quà thì mấy chị mới chịu tương tác thôi bán <laughs> buôn quà chán quá không biết bán gì riết nản luôn á mọi người ok chơi luôn đi nha tới đâu nó tới giờ để em suy nghĩ một cái món quà nho nhỏ tặng cho mọi người thì cái chỉ có tặng quà mấy chị mới chịu tương tác thôi à, hello chị hương nguyễn ạ à. hello chào tất cả các chị yêu đang coi livestream của kinh ly <laughs> mọi người ơi mọi người thích tặng gì mọi người cho xin ý kiến đi à, vòng phong thủy phật bản mệnh em bắp cải bán mật ong chưa em em đang tính bán nè <laughs> trời ơi mật ong này ai cũng khen ghì hết á ai cũng khen ngon hết á ý vậy mọi người hôm bữa mấy chị có uh, hôm bữa mấy chị có nhận được phật bản mệnh chưa uh, Minh Anh ơi đồ của chị đầy đủ chưa chưa cây tài lọc về là em hú chị hs cây tài lọc về là em hú chị hs cho tại vì chị còn uh, cây tài lọc nữa đợi đi cây tài lọc chắc phải mai mốt là nó về tới rồi Cây tài lộc đợt này nó hơi 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 bị chậm Tại vì phải sơn cho mấy chị Hôm bữa nếu như không sơn thì về lẹ Nhưng mà em mất phải một cho tới 2 ngày em sơn cho khách Rồi từ chùa gửi lên về cho Đà Nẵng Rồi từ Đà Nẵng mới gửi giao hàng tiết kiệm cho em Nên mọi người ơi muốn tốt thì phải đợi Ha mọi người ha Hôm nay em nhận được phản hồi của khách rất là nhiều Có vài chị á, nhận được cái hũ muối á Mấy chị khen quá trời luôn Đang nói là đang gặp xui, đang gặp hạn Nhưng mà tự nhiên nhận được hũ muối Chỉ theo lời của bé anh đỡ hẳn Nên chị nào mà hôm bữa nhận được muối phong thủy Mà em like cho mọi người á, muối tài lộc á Mấy chị về mấy chị để liền đi Từ đây tới Tết tốt lắm Rồi trước mấy chị thay Xong rồi Tết, 30 Tết mấy chị thay hũ muối mới Coi như là qua năm mới mình mua mới muối mới luôn chỉ mọi người 30 Tết mấy chị thay hũ muối muối hồi hũ muối mới cho em. 30 Tết là qua sang năm mới đó. 12 giờ ai rảnh giờ đó thì thường thường 12 giờ là mình hay um, cúng giao thừa. Thì giờ đó mấy chị sẽ khui hũ muối mới mấy chị để ra mấy chị trân. Là giống như năm mới mình mua muối rồi đó. Tốt lắm mọi người ơi và đặc biệt nó nói chung là nó có tài lộc lắm. Cái đó em chỉ mấy chị. À, khoảng tầm 2 tuần nữa tại vì bây giờ còn sớm quá tại vì hai tuần nữa thì khách sĩ mới bắt đầu đặt hàng tiếp của em cái túi tài lộc thì cứ mỗi năm là chị đó đó là chị đặt cái túi tài lộc của em làm thì cứ năm ngoái là chị đặt số lượng là hơn cả ngàn cái luôn á chị bán rất là được thì cứ trước tết là hai tuần là người ta bắt đầu người ta chạy người ta bán cái túi tài lộc đó thì hai tuần nữa em mới bắt đầu làm hàng cho khách tại vì giờ em làm hàng nó cũng hơi lủng củng hai tuần nữa bắt đầu em vô 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 cái này là em cho cho làm em làm hàng cho mấy chị tất cả một trăm phần trăm là những cái đó là đã sơn cho mấy chị luôn mấy chị chỉ cần đem về mấy chị uh, thỉnh cho em mấy chị đem về mấy chị giữ từ từ mùng 1 cho tới mùng 3, trước khi ông bà đi thôi là em bảo đã mấy chị có lọc năm ngoái là em chỉ cho mọi người để là ai nói chung con mình để một túi mẹ mình để một túi mấy chị để một túi chồng mấy chị để một túi tại vì mỗi người là mỗi mệnh khác nhau thì mấy chị cứ theo dõi em tầm hai tuần nữa một cho tới hai tuần nữa thì em sẽ làm cái túi lọc đó em tặng cứ tầm hai tuần nữa là chị khách bắt đầu chỉ đặt khách sĩ á thì bắt đầu em sẽ làm, làm 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 cho khách em làm số lượng thì em dễ tặng hơn tại vì có hàng có khách á mình tặng mình cũng đỡ lỗ mấy chị bắp cải bé gửi về trà vinh mẹ chị nhận được rồi và muối tài lọc thì đẹp và rất là tốt em cảm ơn chị bùi dương hello xin chào chị lê hà ok uh, chắc hẳn là cũng sẽ có nhiều người đang coi livestream của em và sẽ có một số chị khách đúng không thôi kệ đi bây giờ đầu live mình lại tặng lọc tiếp <laughs> một số chị khách có coi livestream của em cũng rất thích em nói chung là cái tối mà em like uh, mặt phật á bản mệnh thì em có nhận được một cái dòng tin nhắn của chị này phải uh, 8 tới 9 tháng chị mới quay lại coi livestream của em thì chị có nói như thế này uh, nói chung là đợt dịch vừa rồi là nói chung là nhà chỉ là tơi tả luôn á mọi người nói chung là không hiểu sao không biết có ai theo không nhưng mà chị nói là chỉ xui lắm xui cực kỳ luôn thì uh, hôm bữa chỉ có coi livestream của em nói chung người ta nghèo người ta người ta kiểu giống như là người ta phụ gọi là phụ bán cơm tắm á mọi người nói chung là gọi là bưng bê á nói chung người ta cũng nói chung rảnh thì người ta mới coi like lại của mình thôi chị đó không bao giờ coi like trực tiếp của em toàn coi lại hello chị hạnh dung thì người ta nói chung là đợt đó em có tặng cho chị đó một hộp kem nám em tặng miễn phí luôn tại vì chị chỉ bưng bê chỉ phụ rồi đứng ngoài nắng rồi này da chị rất là sạm thì em tặng miễn phí cho chị thì hôm bữa chị có coi lại và chị có nhắn nhắn cho em chỉ có số zalo em chỉ có nhắn tại vì em thấy thiệt là nhiều người, người ta cũng khổ chị nhắn chị nói chị thích cái mặt phật lắm nhưng mà thật sự là hôm đó em like cái mặt nạ bấm huyệt á chị nói chị cũng mê lắm nhưng mà chỉ nói nhà nghèo lắm không có tiền mua mặt nạ đắp đâu người ta chỉ giống như là ăn cơm ba bữa rồi giống như là dư giả tí xíu mua đồ cho con mặc thôi chứ không có kiểu là người ta chăm chút với bản thân tại vì hello con chào hello chào chị vi nguyễn hello chào cô đặng thủy có nhiều người người ta khổ lắm mọi người chỉ nói với em vậy đó tại vì hồi xưa em thấy chị khổ quá em mới cho hộp kem để dưỡng cho nó trắng tại vì em nói thiệt với mấy chị là phong thủy nó ảnh hưởng tới cái mặt rất là nhiều da mình mà sạm ha không sáng tự nhiên mình cảm thấy mấy chị để ý hôm nào lúc nào mà da mình đẹp mặt mình sáng gương mặt của mình nó sáng lên phong thủy mình tốt mặt mà mình tối sầm lại rồi nám tàn nhang đồ này nọ ảnh hưởng trên da thì nói chung phong thủy của mình sẽ không có tốt mình 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 làm ăn cũng không được nói chung là không thuận lợi hoặc là có những cái nó không có được vui vẻ nó tới với mình thì uh, em tặng chỉ giờ chị đỡ rồi đó Mặt chị đỡ rồi chị coi lại like chị nói chị thích quá mà chị không có điều kiện để chỉ chỉ nhận được cái mặt phật bản mệnh em thì em nói với mấy chị hợp mặt nạ em bán là cũng rất rẻ và em tặng mặt phật bản mệnh nếu như số tiền em làm ra em tặng là coi như em cho một một luôn á chứ em không phải gọi là bán mà một số người không có điều kiện để người ta thỉnh nên em cũng không biết làm sao Hello cô Đặng Thủy à, Bây giờ em không biết phải nói giải thích như thế nào Ờ à, Có ai đang coi like của em cho em xin comment Các chị có uh... Nói chung là nhiều khi em cũng suy nghĩ dữ lắm luôn Mà nhiều khi em thấy em bán rẻ quá Mà em còn tặng tới tặng luôn nữa Nói thiệt nhiều khi em thấy em cũng hơi lỗ quá mọi người <laughs> Có chị nào uh... Sao nhờ Để em suy nghĩ nha Có chị nào đang coi like mà mấy chị thích, thích cái mặt Phật bản mệnh hôm bữa không? Mà mấy chị không có điều kiện thỉnh không? Mấy chị cho em xin comment đi Em hoan hỷ cho những chị nào khó khăn Hello chị Huỳnh Sương, Có vài chị coi like của em nhưng mà người ta không có điều kiện để người ta nhận quà Mà em nói thiệt với mấy chị là do em tặng quà quá rẻ Thật sự luôn Nếu như ngay cả bản thân em em tặng nhiều lắm rồi Ngay cả bản thân em em tặng nhiều lắm rồi Mấy chị coi like mấy chị biết có những cái vòng nó đắt đỏ Giá trị nó cao mà em vẫn Tạo điều kiện em tặng được Nên là nhiều khi em thấy em tặng quà Rất rất là cao Cô Đặng Thủy mật ong bao nhiêu bé Mật ong con bé heo lít á à, hai hũ là một lít là bé anh tính là 750 ngàn Ây có ai đang coi like các chị cho em xin comment đi Có ai đang coi like cho em xin comment đi ai ai thích mặt phật bản mệnh nhưng mà chưa có điều kiện để 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 thỉnh không cho xin comment đi Nếu như nhiều người em sẽ kiếm cái chương trình nào rẻ Hết sức có thể em tặng cho mọi người Nói chung là giống như là Không có mang nợ gì em hết Có ai không? Cho xin comment đi Rồi mình sẽ suy nghĩ Lập xuống hết rồi chị bé hiền Từ đây đến tết tôi coi có, có hàng không em gì à Có ai không? Cho xin comment đi Hôm bữa em tặng mà có nhiều người nói uh, Thích quá nhưng mà hết tiền rồi Mà biết làm sao giờ Bây giờ biết làm sao giờ Cô Đặng Thủy đợi con tí đi Để con hỗ trợ Ai thích comment trên like dùm em Ai thích ai thích ai thích ai thích, ai thích thả tim cho em uh... Ờ <laughs> Ok Ok à, uh, Thích nè hay là chị bé Chị cũng chưa thỉnh được mặt Phật bản mệnh nè Ai chưa được thỉnh Ai chưa được thỉnh comment đi Thấy bé anh tặng quà lỗ nên thấy thương Bởi vậy mấy chị đâu có bỏ bé đâu nè Đấy ai chưa được Dầu xăm hết luôn Dầu xăm chắc phải đợi vài bữa về chung với lại cái hết xì ke này nè Trời đất ơi, xài cái hết xì ke này mà sao ai cũng đòi hết á Trời ơi, có nhiều người mua mới có một cây, hai cây rồi về hết ghiền quá hay sao Cứ kêu mua quyền lố luôn đi em Ok, thấy chị Thanh Chu, thấy chị Nguyễn Minh Nguyễn Vậy thì được rồi Coi như em vừa bán em vừa tặng Em uh, cho nha Em lấy lọc một số chị khó khăn nha Tại vì em nói thiệt bây giờ Cuộc đời nó say như cái chở bánh tráng Mình đâu biết được Có những người em có một chị khách rất VIP Cách đây em lại nhà cũ Chị giàu lắm Chị ghé shop em Chỉ mua lần nào cũng phải chục triệu chục triệu chục triệu hết Mà em phải khẳng định Một điều chị giàu cực kỳ luôn Mà mấy chị biết đợt dịch vừa rồi không Quất quất một cái Mà chị nói là chị muốn khóc luôn không còn cái gì tới nỗi không dám coi livestream của em luôn nên nhiều khi á mình thấy nhiều người cũng thương thiệt bởi vậy em nói mấy chị à, cũng đúng ha hôm nay mình vào cái hôm sau mình nghèo mình đâu biết được cái tự nhiên những người hôm nay nghèo cái hôm sau tự nhiên thấy ngồi rung đùi ra. đại gia bắt chân đâu biết được cuộc đời nó 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 vô em thấy nó vô thường lắm nay mai không biết được thôi thấy thương thiệt đợt trước á, là chỉ mua nhà em được lắm Chị mua vòng ha một lần chỉ mua một like em là 4 triệu 5 triệu tiền vòng Xong rồi chị còn để lại mấy chiếc vòng nữa để hôm sau chị qua chị lấy Trời ơi xong hôm sau chị chị nhắn em một một dòng một tin trội mà thấy thương luôn Chị nói là đợt dịch vừa rồi nhà chị mất đi ba bốn người Ba bốn người nên là kiểu giống như cái nguồn nguồn tài chính lớn á bị mất đi rồi bây giờ kiểu như xây sở đồ đủ thứ không có tiền để này nọ nên là không có nhận được hàng em nữa trời thấy hương dễ sợ luôn á không hiểu luôn á hello chào chị vân lay ạ à. chị thích lắm anh anh ok chị bảo ngân Hành nè ok à, thích lắm đúng không rồi được rồi em nói trước nha em nói trước là là cái uh, Um, là sao ta em nói trước nha. Cái um, cái cái Phật bản mệnh á thì em không có sẵn đâu. Vì Phật là em phải làm nhiều người gọi em sơn nên em phải sơn chung một lượt luôn. Thì em sơn xong rồi em mới làm ít nhất phải 10 ngày tại vì bây giờ hàng cận Tết Thọ em làm nhiều hàng lắm, không có kịp đâu. Mấy anh ơi hôm nay bên em gửi cho chị hai đơn bắp cải, bàn tay Phật, mật ong, kem nám, siêu vi nano giống nhau Chị nhận được một đơn, còn một đơn trả lại nha em ở đơn trùng Thấy chưa chị Vũ chồng Dạo gần đây đơn trùng hơi bị nhiều luôn Là sao vấn đề dùng đơn Nhân viên em, nhân viên mới nó chưa biết cách kiểm soát Bữa giờ đơn trùng hai mươi mấy đơn Em em bù tiền ship mà em nói thiệt nha, muốn xỉu luôn Có một đơn không biết lời bao nhiêu mà cứ hai cước đầu tiền ship về Em quải lắm luôn á chị Vũ Nên em mới nói khách khách ơi thôi được nè em không cho dùng đơn nữa đâu Là vậy á Ai mà đơn bị dồn là dính liền Bữa giờ là mấy người bị rồi Nên là em thiệt em chán dễ sợ luôn á Qua giờ mấy người phản hồi rồi Phật bản mệnh của chị là Phổ Hiên Bồ Tát Mỗi mỗi người sẽ có một cái vị Phật đi theo và bổ trợ Thì mỗi người mỗi 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 cái nha OK được rồi. Hôm nay em sẽ vừa bán vừa tặng cho mọi người. Hồi nãy em thấy có một số chị coi livestream của em mấy chị thích uh, mật ong đúng không? Vậy thì hôm nay em vừa bán vừa tặng. Ai cũng có tiền để hữu duyên. Ai cũng có tiền để hữu duyên được chưa mọi người? Phật bản mệnh mấy chị biết rồi đúng không? Phật bản mệnh mấy chị biết rồi đúng không? Để em cho mọi người xem Phật bản mệnh. Có ai coi được Phật bản mệnh của em chưa? nhưng mà nói trước nha hàng về em mới ship cho mọi người được hàng về em mới trả đơn em quà tặng được chứ bây giờ em không có sẵn cái gì đâu mật ong thì có đó nhưng mà phật bản mệnh là phải đợi phật bản mệnh là phải đợi phật bản mệnh phật bản mệnh, phật bản mệnh ngọc hoàng long đẹp lắm mấy chị có nhớ cái hình em đăng ở trên mạng không đây nè Trời ơi chỗ này nó làm Phật bản mệnh hoàng long nè Nó làm mờ tịt luôn á Mặt không rõ nét luôn á Mà nó làm Nó đang bán ở trên shop be hay ở đâu nè 490 ngàn Mắc lắm mấy chị ơi Muốn làm lên lên một cái hình Phật nó đâu có rẻ đâu Tại vì cái này phải có khuôn và thọ làm Và đặc biệt nữa Em làm mấy chị em lựa ngọc đẹp Khi mà đã là ngọc thì năm mệnh mình đều có thể mang được Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ Ha mọi người ha Ok mọi người Vậy thì hôm nay em sẽ làm chương trình em tặng cho mọi người Ai đang sử dụng mật ong của em cho em xin comment đi Em vừa bán vừa tặng cho mọi người Em tặng cho một số chị nãy giờ nói thích mà chưa có hỉnh được nha Ai đang sử dụng mật ong của em cho em xin comment đi mọi người Mật ong ngon và đặc biệt rất rất là thơm Mật ong này là mật ong rừng 100% mật ong rừng thiên nhiên Thơm lắm Và đặc biệt nữa nhiều người mua lắm rồi Em bán theo lít hai hũ là cứ là một lít đi Đợt trước em bán 750 ngàn Nhưng mà chuẩn là mật ong thơm và mật ong xịn Ai đang dùng mật ong của em rồi Cho em xin một ít comment nha mọi người nha Bảo đảm như mấy chị luôn Cái vị khẩu vị của nó rất là thơm Rất là thanh Và đặc biệt nó chung thơm lắm Các chị uống cái này vào mỗi buổi sáng á Em chỉ mấy chị có những chị khách nhà em á Là người ta cắt những cái lát xăm người ta bỏ vô Có những chị là bảo nhị hoa nghệ tây chung với lại táo đỏ Uống tốt lắm mà mình lấy cái đó mình mình ăn táo đỏ luôn Nó ngắm cái mật ong vô trong cái táo đỏ ăn rất là thơm mà đặc biệt nó chung ngon lắm mọi người Có ai đang sử dụng mật ong không? Cho xin comment đi Mặc cái này em sẽ vừa bán vừa cho vừa tặng Nên mấy chị đừng có ngại Mấy chị cứ comment giùm em Ai đang sử dụng cứ, cứ cho em xin comment nha mọi người nha Ai đang coi like các chị ơi Chia sẻ giùm bé anh một cái ạ. Đây Ủa mọi người còn coi like được không vậy Sao em thấy mọi người mất tích rồi Không thấy comment của ai hết <laughs> ờ em không hiểu lý do tại sao luôn á bị trùng á chị chị vũ trần ơi em quải quá chị vũ ơi cha xin cầu mân về mật ong đi em tặng luôn nè giờ em tặng luôn chứ em không bán nè hôm nay mà em nó hơi mệt mỏi một tí xíu tại vì hôm nay em hơi mệt Cảm ơn không Trời ơi sao vậy like chưa không thấy comment Hello chị Phụ Nguyễn Em thấy ơn mấy chị Em biết mấy chị có còn coi like của em không à, Không nha em Chị à, Mật Ong Chị Ngọc Yến Nguyễn chia sẻ nè Mật Ong Cái gì Chị quên Minh Anh ơi Nano xài da căng mịn và trắng đẹp lắm Những vết nám mờ hết Chị mừng quá Chị cảm ơn em đem sản phẩm chất lượng vừa túi tiền nữa Cảm ơn em nhiều lắm Em phải nói với mọi người cái tinh chất vi nano dạo này khách khen cực kỳ nhiều siêu vi nano khách khen cực kỳ nhiều cực kỳ nhiều cực kỳ nhiều phật bản mệnh nó tự tưởng như thế này nha đợi xíu đợi xíu đợi xíu đợi em một phút em tặng cho à đây đây nè phật bản mệnh này của em á là làm bằng bằng ngọc mà đặc biệt là có nạm vàng thật ở trên nên là nó mắc em đang bán là một cái tượng phật này là hai triệu tám nha không có rẻ hai triệu tám trăm ngàn đồng đây thì nó sẽ tựa tựa như thế này thôi được rồi để em tạo điều kiện cho mấy chị than dữ quá 10 ngày nha 10 ngày trả đơn thợ phải làm xong rồi mới gửi cho mấy chị được mệt quá mệt quá có mình like nói không nổi luôn á đây các chị ơi ai muốn nghe về phong thủy cứ vô đây đi ok để em like thêm về phong thủy cho mọi người được rồi ok đây ok chưa <laughs> mỗi một nó tự tự như thế này nha có cái khác để tặng không bé chị hoa ngọc muốn muốn tặng cái gì cờ đi để em kiếm cái khác tặng cho mỗi người mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái con giáp kim thủy mộc hỏa thổ và con giáp của mình thuộc là 12 con giáp Ờ à, ờ à, tí sủ dường mẹo thiện tỳ ngò mùi thân dậu tuất hợi như vậy ha thì mỗi người sẽ có 12 con giáp mỗi con giáp sẽ bổ trợ đem lại cái năng lượng cho mỗi người và mỗi con giáp đó sẽ có mỗi mỗi cái vị Phật để giống như đem lại cho mình độ cho mình nhiều thứ về làm ăn kinh doanh rồi có những vị Phật đem lại về sức khỏe Nói chung là mỗi con giáp Ví dụ như em đang cầm là Phật A Di Đà Là tốt hợi Thì của em nó là Ngọc Cẩm Thạch và Mạ Vàng Thì giá nó rất đắt nhưng em tặng mấy chị cũng phải không phải là hàng rẻ mấy chị biết ngọc hoàng long đâu có rẻ em sẽ làm cho mấy chị một cái mặt phật bản mệnh bằng chất liệu là ngọc hoàng long là như cái cái bình này em đang cầm vậy mọi người thích em tặng nano hay là mấy chị thích em tặng uh, uh, mật ong nano thì em còn ít lắm nano em chỉ còn được ít thôi nano em còn được hình như mười mấy à hết rồi Nano em mua sale mà mọi người, mà Nano xài mau hao lắm, hao lắm luôn. Nano xài cực kỳ hao. Nói chung mấy chị thích cái Nano hay thích mật ong? Mật ong thì nhiều người cần. Tại vì mấy chị biết bây giờ Covid nó đâu có hết đâu. Lúc nào mình cũng dần mật, mật ong, đó. hằng ngày luôn. Mật ong của em là mật ong rừng thiên nhiên, không pha. Và mấy chị biết uống rồi vị nó rất là thơm. Cái này khai thác từ 100% rừng già ở Đắk Lắk cái này là khai thác từ đắk Lắk cái nào hàng hàn quốc em nói hàn quốc nào hàng mỹ em nói hàng mỹ nào của việt nam hàng đắk lắc xịn em nói của đắk Lắk em không có chối gì hết em bán ở đâu cũng vậy việt nam mình cũng có những sản phẩm rất tốt em bán hàng nước ngoài nhiều em bán hàng nhập nhiều nhưng có những cái việt nam mình rất tốt Và vào bên nước ngoài cũng nhập qua mấy chị biết không em hỏi bên hàn quốc là có trả thì xô bên hàng không vì em muốn bán về đây thử cho khách dùng tại vì mình cũng như người ta mình mua hàng mình cảm nhận một điều là uh, là là mình cũng thích hàng ngoại. Em đây nè. Đó, không có tiền mà thích miếng thơm. Em nói thiệt với mấy chị là em không có tiền nhưng mà em thích mua hàng ngoại em xài. Mà phải công nhận một điều ha. Trời ơi em nói với mấy chế, em phải công nhận một điều luôn. Em 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 hỏi bên Hàn Quốc có có atiso bên Hàn Quốc nó không có. Trời ơi, Việt Nam mình còn gửi qua đó để người ta uống nó nên có những cái mình phải tự hào về Việt Nam của mình như mật ong bên Hàn Quốc lại thích mật ong như như bà chị của bạn em là cái chị nhập hàng về đây nè toàn gửi mật ong về Việt Nam qua wow, qua bên Hàn Quốc thôi ở nói chung là kỳ lắm Việt Nam mình thì thích đồ Hàn Quốc đồ Mỹ đồ Nhật nhưng mà bên Hàn Quốc á, lại kêu gửi mật ong với trà xô qua đó cho uống nói chung là tùy mẫu mỗi miền ha đeo mặt hình Phật vô nhà tắm được không có kiên kỵ gì không chị Phương Nguyễn em tư vấn nè nếu như mà chị tắm thì chị tháo ra cho em còn nếu như chị đi vệ sinh Chị nhét vô bên trong như thế này Không thị phạm vô trên mặt Phật Nên nó rất tốt không ảnh hưởng gì hết Tại vì em em cũng vậy Em nói thiệt là em là rất vô ý và vô tứ luôn Tại vì nhiều khi em quên em bận vì em quên Nhưng mà hay lắm Đeo Phật tốt lắm nha Bình an giống như mấy chị đeo mẹ quan âm vậy đó Thì mỗi người sẽ có một cái bản mệnh riêng Mấy chị mang đi tốt cực kỳ luôn Hôm bữa em có đăng bài những cái con giáp Mà rơi vào năm 2022 á Là sẽ gặp về uh, rơi vào những cái năm gọi là có người thì tam tai những cái người thì rơi vào những cái sao chiếu xuống không có được may mắn thì mấy chị uh, thái tuế đó thì mấy chị đeo phật bản mệnh đeo theo bên mình để hỗ trợ và đem lại năng lượng cho mình tốt cực kỳ xài nano những vết tàn nhang đồi mồi mờ hẳn luôn nay ai cũng khen hết thích lắm bé ơi em cảm ơn chị ngọc ý nguyễn em tặng quà và em bán chất lượng thì mấy chị biết rồi ai đang dùng cho xin cảm nhận ha vậy thì ok hôm nay em sẽ tặng cho vài chị trong coi like hôm bữa em bán hộp mật ong này bảy trăm rưỡi nếu như mấy chị mua nửa hũ là ba trăm chín mươi chín ngàn một hũ như thế này mà mật ong rừng và có một cái đợt cách đây cũng lâu lắm rồi em bán mật ong em bán hũ này em tặng cho khách một hũ hai trăm rưỡi nếu ai lấy hai hũ em tính một chín chín là em bán chào khách thử hôm nay em sẽ hỗ trợ em bán em tặng cho dành cho những chị nào khách không có điều kiện không có đủ điều kiện để thỉnh không có lọc lá em thỉnh mấy chị ra ngoài mua ít nhất một cái mặt phật bản mệnh nha một cái mặt phật bản mệnh làm bằng ngọc ít nhất mấy chị mua rẻ nhất luôn cũng phải 6 cho tới 800 ngọc nó đắt rẻ lắm tùy vào loại nước nước xấu thì nó rẻ rồi khoảng 500 cho tới 600 còn hạt ngọc đẹp là 800 cho tới một triệu cũng có một mặt phật bản mệnh nha mọi người ha phật bằng ngọc thì không kiên kỵ năm mệnh mình đều có thể mang được kim thủy mộc hỏa thổ ok hôm nay nếu như mấy chị hỏi mật ong nhiều thì hôm nay em sẽ làm chương trình với mật ong em vừa bán vừa tặng các chị cứ ghi giùm em tuổi đi Xin uh, tý chị tuổi tý chị tuổi sủ đừng ghi phật mấy chị yên tâm vì em tặng là em sẽ nhớ hết tuổi uh, tuổi tốt hợi là phật a di đà tuổi tý là thiên thủ thiên nhãn rất là nhiều mỗi mỗi tuổi sẽ có một cái vị phật khác nhau thì em sẽ tặng cho mọi người trên like Em nói trước nha Cái người bán phong thủy nhìn vô cách em tặng Người ta cũng không ngờ tại sao em có đủ điều kiện Để em tặng như thế luôn Em nói thẳng luôn Em làm một cái mặt Phật em bỏ sỉ rẻ nhất luôn Cũng phải năm trăm mấy chục ngàn rồi Nên em bán em tặng mấy chị em không có tính tới Em lấy lọc ha Ai lấy ghi giùm em hỗ trợ trên livestream ngày hôm nay chị nào hôm bữa chưa nhận được phật bản mệnh với anh tặng mấy chị mật ong rừng nguyên chất rất là thơm và rất 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 là ngon em tặng các chị trên live 199 trăm chín đồng các chị ơi nghe không lầm nha 199 trăm chín đồng cho một hũ mật ong rừng đang cầm trên tay và chị nào đang coi like tất cả những chị coi like khách mới hay khách cũ đang coi livestream của em các chị cho em một nút chia sẻ em tặng cho những chị nào thấy em trong livestream này em tặng một mặt phật bản mệnh được không mọi người làm bằng ngọc cái này là nói chung hôm bữa em cũng có làm chương trình mà cũng rất là nhiều người lấy nhưng mà có một số chị không có đủ điều kiện để người ta nhận quà thì hôm nay em sẽ tạo điều kiện em bán rẻ hết sức có thể để cho mấy chị nhận được quà ok không ai đang coi like một nút chia sẻ giùm em mật ong rừng này ai đang dùng rồi cứ cho xin ít cảm nhận nha 199.000 đồng Ai lấy thì comment dùm em Tặng cho mọi người một mặt Phật <laughs> Ai lấy cầu comment nha Chị Loan Cú nó vitamin C có về lại nữa không chị Chị Loan cứu vitamin C hả Vitamin C thì cũng hên xui lắm Đợt này hàng lên cao Đợt em bán cho mấy chị là em bán giá giảm Nên em cũng không biết được nữa Nói chung ai thích thì các chị có thể lấy Cái mật ong này em đã bán rồi Thì ai nhớ ghi mệnh nha Ví dụ ghi dùm em mệnh đừng đừng ghi đừng ghi là mệnh đừng ghi là mệnh kia mệnh thổ hãy ghi cho em mực ong tuổi sửu mực ong tuổi thìn mực ong tuổi tỵ mực ong tuổi ngọ mấy chị chỉ cần ghi như vậy thôi nhân viên em nó sẽ lên đơn và 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 nó sẽ lên đơn nó lưu lại à, cái này tốt lắm mọi người và em nói trước chị đang mong nano của em quá em cảm ơn chị ngọc trinh Nano là một cái món quà mà khá là nhiều người hỏi luôn Bữa giờ rất rất là nhiều người đang dùng nano và ai cũng khen hết Vậy được không? Nha mọi người ha, em nói thiệt với mọi người Vừa bán vừa cho vừa tặng Em chỉ mọi người nè Cái mặt Phật bản mệnh này Dạ đúng rồi, chính xác chị Phượng Nguyễn Mật ong được tặng mà, mà được tặng uh, mặt Phật Tại sao em gieo duyên như thế này cho khách hàng Hôm bữa em bán mặt, mặt cái mặt nạ 4500 Nhưng mà em nói thiệt có nhiều người nghèo người ta không có điều kiện để nhận quà Nên em mới làm cái này để tặng quà cho khách Em em nói thiệt với mọi người Nhiều khi em lên live không biết bán cái gì Vì hôm nay không có hàng về Tại vì cái người bán hàng như mình mình, mình mình mệt lắm mọi người Ví dụ như có hàng mình đỡ mệt nha Mình đỡ áp lực Còn không biết bán cái gì nó mới mệt cơ Nhưng mà em nói thiệt với mọi người Đẹp cực kỳ, mặt Phật này là nam nữ đều đeo được, ba xăng rưỡi, mặt Phật bản mệnh. Mặt Phật mà nhỏ đeo không tốt mà to quá thì hơi bị xết Mặt Phật của em là size chung, size vừa. Mấy chị mang đều được hết. Hỏi mấy chị khách trong livestream đi. Uống có thấy ngon không? Em trả lại tiền bao nhiêu cũng trả. Ai uống cũng khen thơm. 199.000 á. Mật ong là 199. Ai có đơn mật ong, bé anh tặng cho mọi người một cái mặt Phật bản mệnh. Có tặng khoen không bé không có khoen thì làm sao đeo nè Nói chung em cũng sẽ ráng tìm làm sao cái khoen phù hợp đeo vô cho mấy chị Em biết cái phận cái phận làm con gái thì mình <laughs> phận làm người người bán như em chứ Đúng không? Mình tặng thì mình tặng cũng phải ngang đâu có nửa mùa được Em tặng cho mấy chị, chi ân cho mọi người Phật làm bằng ngọc hoàng long, đẹp lắm á chế ơi Phật làm từ bằng ngọc hoàng long à, Từ từ, đợi em tí xíu đừng giận đừng giận em nói thiệt là có nhiều người nghèo người ta không mua được em tặng em chỉ mọi người nè ví dụ như mấy chị mang phật bản mệnh mấy chị đeo một hai bữa mấy chị không muốn đeo nữa tại vì em cũng vậy có lúc em đeo này có lúc em đeo kia đâu phải tự nhiên em đeo đâu em mấy chị đeo cái mặt phật bản mệnh xong ha mấy chị để lên trên bàn phật hoặc bàn mẹ quan âm hoặc cái chị để ở đâu cũng được nhưng cái nơi đó tốt, không có không có nằm trong nhà vệ xin thấy đóng được, để trên đầu giường ngủ cũng được. Để bất kỳ nơi đâu cũng được. Tốt là được. Nha mọi người, đừng đừng suy nghĩ nhiều. Ai khó ngủ để để mặt Phật bản mệnh các chị có thể treo ở trên đầu giường nằm ngủ, đóng cái đinh treo lên cũng được luôn. Không cần nhất thiết phải đeo, tại vì ai mà không bình an thì đeo và đặc biệt mấy chị tặng cho người nhà mấy chị đi. Ba mẹ mấy chị chẳng hạn. Người lớn người ta quý món quà này lắm Hay người lớn người ta cực kỳ quý Hello chị Nguyễn Nhung Em nói thiệt nha Nhớ ghi mệnh Đừng nhớ phải ghi dùm em tuổi tí tuổi sủ Thì em nhân viên em nó biết biết tặng được <laughs> Chị Vũ Trần kéo cờ minh Chị giận bé luôn Hôm bán nạ 400 mới được tặng mặt phật bản mệnh Mà nạ chị ngập nhà rồi vẫn phải mua Vì dáng thỉnh phật cho mẹ bình an Em thật sự em không có biết Mấy chị ráng hay gì hết mà tại vì có cái chị khách kia hai người rồi nhắn em khổ quá rồi Không có điều kiện mà người ta vẫn muốn mua Nên là em mới ra lọc như thế này Mọi người ơi hôm nay em nói thật sự ai coi like của em là có duyên với em lắm Không đâu em nói thiệt chị nào mà lấy sĩ nhà em có coi like của em người ta cũng giật mình luôn Thiệt Người ta hỏi sĩ mua một cái mặt Phật bản mệnh của em Không tin có ai coi like trả lời dùm đi Năm sáu trăm không có giá này nữa không phải em tặng rẻ đâu mà hôm nay có nhiều người người ta chưa có được lọc người ta không có thỉnh được người ta cứ nói hoài nên em cũng thấy thương lắm mặt nạ còn quá xá mà mê mặt phật phải ráng mua mà hôm nay minh anh tặng rẻ quá em tặng vì em nói thiệt gặp nhiều người người ta không có điều kiện mình ráng bao nhiêu mình tặng được hết bấy nhiêu thật sự mặt mặt nạ mấy chị mua mấy chị mua không có lỗ đâu mặt nạ nó ở bên hàn quốc giá rất là cao mật ong này nhà minh anh uống ngon lắm em cảm ơn chị quyên quỳnh hỏi mấy chị khách hàng nhà em đi là biết mật ong này giá cực kỳ cực kỳ cao em bán một hộp mật ong như thế này em bán lẻ là 399 rồi tại vì một lít em bán bảy trăm rưỡi rồi nhưng mà em biết em biết luôn nếu như mà bây giờ em bán em like trên livestream này em bán hũ mật ong 399 400 ngàn mấy chị không có điều kiện thỉnh bây giờ em biết làm sao giờ mấy chế ơi đưa vô một cái trường hợp rất là khó nên bà bây giờ mình cũng chịu thua luôn á thật sự với mọi người nên là chị nào nhận quà là phải để lại số điện thoại giống như chị phạm thủy nè em thấy có vài người khách mới mấy chị phải có số điện thoại em mới tặng được đây là mặt phật em hứa em sẽ làm cho mấy chị từ 10 ngày là ít nhất em sẽ cho thợ làm cắt tóc tuyệt vì em nói trước em đâu có biết mấy chị tuổi gì mấy chị tuổi gì em phải ghi lại vô giấy xong em gửi lên thợ thợ mới bắt đầu làm làm rồi em sẽ sơn cho mọi người chị nào không thích sơn thì mấy chị tự đem lên chùa mấy chị sơn nói chung là tùy lắm tùy mọi người tặng mặt cái phật phật hôm mình mặc ông toàn phải mua sáu trăm rưỡi bảy trăm rưỡi mà giận minh anh luôn thôi đừng có giận thôi đừng có giận nhiều người mua bảy trăm rưỡi lắm á em nói trước cái này em tặng rồi chứ em không có bán Không lời luôn Mà lỗ nữa Tại vì em nói với chị Tới chị biết sao em tặng không Em nói thiệt luôn vậy nè Cái này là chia sẻ thiệt nha Về một cái mảnh ngọc Một cái cục ngọc Thợ lên Em phải thuê thợ ngoài Chứ em làm gì có thợ Em phải thuê thợ ngoài Mà em tặng 10 cái mặt Phật Thợ làm 10 cái thợ đâu có nhận Bây giờ em phải làm số lượng 50, 60 cái thợ mới nhận. Mà mình lỡ mua ngọc rồi, mình lỡ cũng báo với thợ rồi. Thì bây giờ em phải tìm mọi cách em cho người ta luôn cũng được để mình giữ cái uy tín với bên kia. Vì em phải thuê thợ để người ta làm mà. Chứ em đâu có tự nhiên mình em có thợ đâu mấy chị biết mà. Tất cả những cái ngọc hoàng long này em làm cho mọi người em đều phải thuê thợ hết. Họ làm xong rồi mấy chị mới nhận được em không có người làm em không có người làm ai coi like em biết em không có người làm bà mấy chị đợi em làm xong mấy chị nhận đi em nói thiệt lòng cực kỳ em bán hàng đó giờ em chưa có lừa gạt ai bao giờ hả em nói thiệt mà em tặng cho một cái mặt phật bằng ngọc <laughs> mấy chị đừng buồn vì có những lúc Mấy chị mua mật ong với giá rưỡi Nhưng mấy chị được tặng cái món còn hơn như vậy nữa Các chị nhớ cái nhận hổ phách của em không? Cái nhận hổ phách đó mấy chị đi ra thử tiệm phong thủy Xem cái cái mặt hổ phách đó thì Cái nhận hổ phách đó thì bao nhiêu tiền Xem bé, em, bé anh có nói đúng không? Em bán hàng thì em rất chân quý từng người Nhưng mà mấy chị phải thông cảm Từng like, từng món quà nó khác nhau Có những món quà nó đắt lắm Mình bán 199 ngàn, mình tặng cái những 2 triệu Thì sao mà em tặng nổi nên mấy chị phải hiểu một điều Và không có mật ong nào 199 ngàn đâu Mật ong rừng của em giá cao lắm Ai mua mật ong nhà em rồi biết Nhớ nha 10 ngày em trả đơn cho mọi người Ít nhất là 10 ngày Thợ phải làm và phải đi sơn cho mấy chị nữa Mấy chị vô nhận lọc của em đi Em nói thiệt với mấy chị luôn Vừa tốt mà vừa may mắn nữa Mấy chị biếu mấy chị tặng cho ba mẹ Mấy chị tốt lắm á. Đây em sẽ cho mọi người xem cái mặt Phật Em sẽ cho mọi người xem cái mặt phật của em Đẹp lắm Đây là tay thọ em chụp nha Yên tâm đi những chị nào mà may mốt coi like em thường xuyên sẽ có quà từ từ Cái collagen tươi á Sắp về rồi chị trọng nhân à, Giá nhận hổ phách vàng thì giá bao nhiêu Nhận hổ phách vàng thì uh, Tiền vàng thì mấy chị phải chịu rồi Em chỉ tính hổ phách thôi Em có bán hổ phách miếng nữa Em không để đây Uh, um, rơi vào khoảng là một miếng hổ phách em bán giá rơi động từ 900 cho tới một triệu hai một một miếng rồi mấy chị tự làm bạc tự làm vàng về đây 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 nè mọi người đây là cái mặt phật đây đó cái này là em làm cho mọi người nè mấy chị thấy không một trăm phần trăm là em em chụp hết đây đây là tay thợ em làm mấy chị có thấy mấy chị phân biệt giùm em cái mặt phật của em làm cái mặt phật của em làm mấy chị nhìn có rõ mặt không đẹp thật sự luôn cái mặt phật em làm nó rõ lắm mọi người ơi và cái mặt phật ở trên mạng chưa chắc gì đã được như vậy đây để em sợ cho mọi người xem em làm á em làm kỹ lắm đây nào mọi người đây Ít nhất nè 490 ngàn nè Mà không biết hàng loại gì luôn á Ôi trời ơi Nhất chân quá Đợi em tím cho mọi người xem Đây Mấy chị thấy hai cái mặt Phật nó khác không Mặt Phật này mấy chị nhìn đi Không rõ mặt đâu Em làm em làm Phật á Em làm rõ từng cm luôn Em làm rõ từng cm luôn Mực ong là 199 ngàn Ai có nút chia sẻ Em tặng cho một cái mặt Phật bản mệnh Cho không có bán đâu Ok chưa uh, Nhà em không có lá mít để hái luôn đó chị Buồn nghèo với manh luôn Cũng ráng đu theo mà đâu có ai hiểu đâu Em hiểu chứ <laughs> Em hiểu chứ Em 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 hiểu chứ chị <laughs> Mình cũng ráng đu theo giống như máy chế nè <laughs> Chị Bùi Dương Tốt lắm Đây là tay thợ em làm đó lên luôn á đây đẹp không những cái gì hứa là sẽ thực hiện nha các chị ráng mấy chị đợi và chị nào muốn nhận quà quận lọc của em phải để lại số điện thoại có nhiều người nhắn tin comment lên không có để số điện thoại bên em làm sao mà bên em tặng cho mọi người được rồi nói bên em là livestream hứa lèo sao mà được em bán hàng rõ ràng lắm đây nha mọi người ok không em để trên đây đó mấy chị thấy không đẹp không Ai đang, ai đang còn coi like cho xin cảm nha Nó sẽ như thế này nè Nó vừa sai nó sẽ vừa như thế này Giờ đúng rồi mật ong 199 ngàn Có một nút chia sẻ tặng một mặt phật bản mệnh 10 ngày trả đơn vì phải làm Mặt phật bản mệnh theo mệnh Chị tuổi tí thì chị ghi tuổi tí Chị tuổi ngọ thì chị ghi tuổi ngọ Chị tuổi mão thì chị ghi tuổi mão Nó không to mà nó cũng không nhỏ Mà nó vừa thôi Nó xinh lắm mọi người ơi à, Hello chào chị chuyên Jenny ạ à để em đọc tên những chị được tặng nha, Bé anh đọc tên những chị được tặng nha, ok không? đọc tên đi em, ok chị. chị phương diễm nói mật ong không biết ngon hay không mà uống hết bốn hũ rồi em cảm ơn chị phương diễm, à, mật ong buổi buổi sáng uống một ly rất là ngon và thêm chanh nữa rất là tốt cho sức khỏe dạ chính xác mọi người ơi. À, hello chào chị văn lay ạ, à. à, để em đọc những những chị được chốt nha mọi người ha, những chị được chốt, chị liên nguyễn có, à, chị hoa ngọc có một mật ong. À, chị Ngọc Trinh có Bảo Ngân Hana có tặng luôn Bảo Ngân Hana có Ngọc Yến Nguyễn Phật Bản Mệnh Tuổi Mão à, Chị Duyên Trinh Ni à, Mật Ông Rừng tặng Mặt Phật Bản Mệnh cầm Heo Mệnh dùm em Hoa Ngọc Tuổi Tốt có đơn à, Xu Huỳnh có tặng Xu Huỳnh Văn Lây có tặng cho Văn Lây Lâm Tuyết Phương Tuổi Hội có một à, Mật Ông tặng Tuổi Thìn cho chị Huỳnh Sương có đơn Bảo Ngân Hana tặng Tuổi Tí à, Cho chị xem lại Mặt Phật đi em chị tiền lưu là tuổi mão và tuổi dần là mua dầm ok chị tuyền lưu bùi dương là tặng một tuổi Sửu minh ngọc là tặng một tuổi ngọ Alex bin là tặng tuổi sủ à, ngọc lương là tuổi tý hello chị nguyễn nhung cô nguyễn thảo tặng cô nguyễn thảo à, chị nguyên quỳnh tặng tuổi tý à, nguyên quỳnh tặng tuổi tý phạm thủy mật ong tuổi ngọ nhớ để lại số điện thoại nguyệt minh nguyễn mật ong tặng tuổi tý và mão thúy văn là tặng tuổi mão Um, tuổi tý cho chị nguyễn nhung chị văn lây tặng cho chị tuổi tốt thiên ân tặng tuổi tỵ ngọc lương tặng tuổi tỵ um, tuổi ngọ cho hồ trà um, cây tài lộc chắc một hai hôm về á chế ơi thấy mọi người ạ à. em có tặng không chị lâm là chị uh, lâm thiên Tịnh lâm thiên có chia sẻ cho em là em tặng à có chia sẻ cho em là em tặng À, vậy chị có rẻ không minh anh chị chưa có dây chuyền thì sao đeo hạ bé chị huỳnh sương dây chuyền thì chị mua đi dây chuyền em bán hôm bữa em sale rồi đó hello chị hằng đinh ạ à. ờ à, tuổi tốt tặng cho nam việt mấy chị em mình ráng đu theo để khi nào có ra bờ đê thì mấy chị em mình cùng đi nhé yên tâm năm nay sẽ không phải là một cái năm suông đẹp nhưng mà hy vọng đi tới rồi ngày đến tới năm sau tới năm sau hứa làm cho cái túi lọc để cho mấy chị có lọc đầu năm túi lọc em nói cái túi lọc đó hơn lắm đó khách sĩ em lấy khách sĩ em coi bói mà xong rồi chị đó bán cho cái người người ta mua thế là người ta có lọc người ta mới hỏi bí quyết làm cái túi 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 đó không có đâu bí quyết là một nhưng mà cái tâm em làm Mấy chị có tin không? Tất cả những túi lọc em không cho nhân viên em làm 100% là em làm hết Em làm bằng à, em làm Em gửi đi sơn Ông điểm thần tài nhà em trước khi em thỉnh về đây em cũng sẽ sơn Tất cả em làm đều làm cho khách hết Em có sao em nói vậy Tại vì mình 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 thật thì mới đúng Phong thủy phải thật Nha mọi người ha Túi lọc chừng nào hả bé? Nửa tháng nữa đi Nửa tháng nữa đi Em sẽ làm túi lọc rồi em sẽ có một cái lọc cho ngày vía thần tài Em sẽ có lọc cho những cái ngày tốt Từ từ Em 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 nói mấy chị coi like của em phải theo dõi Mấy chị mới nhận được quà Chứ mấy chị đừng đừng hỏi em Vì em không biết khi nào đâu Khi nào các sĩ đặt là em biết bắt đầu em làm một lần một lượt luôn Bây giờ hàng đang đặt về nè Có những cái đâu có sẵn Giống như đồng tiền ngũ đế không có sẵn ở đây đồng tiền ngũ đế toàn làm nhôm giả lên đúng mà đồng tiền ngũ đế xu của tây tạng mà loại xịn nha không có ở đây bán đâu tất cả đều phải nhập hết và giá thành của nó đúng là xu cổ luôn giá rất cao không phải là xu rẻ tiền đây mọi người đúng là xu luôn á năm đồng tiền ngũ đế mấy chị thỉnh đi tốt cực kỳ ha mọi người ha à, từ từ để em đọc cờ minh À, chị lâm thiên tịnh lâm thiên muốn tặng là phải đi làm mật ong tặng kèm theo mệnh nha mật ong này uống rất là ngon chị có giới thiệu cho bạn chị mua mật ong nhà minh anh về uống bạn chị khen ngon và tốt lắm cảm ơn chị hằng Đinh rất là nhiều à, túi lọc tầm 2 tháng ấy là quên hai tuần <laughs> nhớ tặng cho chị một túi nha bé để ai cũng có hết <laughs> Dạ ok chị nguyễn nhung à, minh anh cho chị hỏi mật ong ngâm với nhụy hoa thì bao lâu uống được mật ong ngâm với nhụy hoa chị chị ngâm tối nay mai chị uống được rồi nhị hoa nghệ tây chị ngâm thôi là tối đã uống rồi được rồi anh phát nguyễn ơi anh muốn tặng thì ghi là giùm em à, mật ong tặng cho tuổi thân mật ong tặng cho thân mật ong tặng tuổi thân là anh sẽ có đơn tặng cho mẹ anh 10 ngày em tặng quà nha anh tại vì cái này em phải làm và em phải sơn nữa túi lọc bí mật nói ra người ta biết hết rồi làm sao túi lọc là phải đợi coi like rồi mấy chị mới biết được à, minh anh cho mình hỏi thoa nano xong mình thoa kem lên chung được không hay mình thoa nano không được chứ chị alex bin chị rửa mặt xong chị thoa toner xong chị dùng nano rồi chị dùng serum rồi chị hãy dùng kem dưỡng nano là trước serum nano chị chị ngọc yến nguyễn chị mới xài mấy bữa thôi mà chị nói nay da đẹp lắm các chị coi like theo dõi thường xuyên đi ok không ok không mọi người ok chị lan trinh tặng tuổi ngọ phú nguyễn tặng tuổi thân lan hoàng khách mới tặng tuổi sủ phát nguyễn mật ong tặng tuổi thân lưu trần mật ong tặng tuổi hợi chị huỳnh sương nghe bé nói chị cũng có mong có lọc chị rất là thích năm ngoái em tặng đó và có những chị khách là thành công luôn mà em mấy chị phải công nhận một điều nha cái này em để ý nha em phải nói với mấy chị là cái dịch covid này nó rất ảnh hưởng tới cả người thân của em bên ngoại em mà còn dính nữa mấy chị hiểu là cái xác suất bị dính rất là nhiều không phải là ít nơi bị đâu tại vì em thấy đâu đó bạn bè em hầu như cũng bị nhưng mà em có những chị khách nói chung là người ta cũng giữ sức khỏe và cái thứ hai nữa cũng phong thủy cũng có phước lắm á em thấy một số chị á là người nhà bị nhưng mà chỉ là không bị rồi có những chị là người nhà không bị gì hết Nói chung là em thấy khách em có nhiều người rất rất là may mắn luôn Và ngay cả bản thân em cũng vậy Em ngồi đây em live stream cho mấy chị em phải nói là mình, mình gọi là quá hạnh phúc rồi Sau một cái dịch thôi mình vẫn còn ngồi ở đây Mình live stream và mình vẫn gặp lại khách cũ của mình là một hạnh phúc Các chị có tên không? Cái bà bán bánh mì mà em ăn em rất thích luôn Quái lạ, hôm bữa đi ăn cái xong rồi, không thấy bà đâu hết Cái thấy bà trẻ trẻ bán mà bà làm đồ ăn không có ngon Em mới hỏi là cô ơi Ủa cái cô già già bán bánh mì cho con đâu rồi Bà mới nói gì nè Ờ, với một cái bà chiên trứng ốp la Các bà mới nói gì nè Nhà ba chị em Hai bà kia chết hết rồi Giờ còn bà em út ngồi bán Mấy chị tin không Mà cách đây chỉ mới 3 tháng là chết hồi tháng 7 luôn không tin được là cái xác suất người ta bị rất rất là nhiều luôn và có những người bị không sao hết nhưng có những người bị người ta không qua được. Nên em nói mấy chị nếu còn sống thôi là đã diễm phúc lắm rồi. Nên đợt này em nó thì với mấy chị mình nó thiệt là rất là may mắn luôn so với nhiều người. Uh, nano đơn của chị đi đâu mất tiêu rồi bé ơi. Uh, chị đợi nha tầm 3 hôm nữa mà không nhận được chị cho em xin comment ha mọi người ha Ờ uh, thấy chị hình xương minh anh nhắc mấy bé gửi đơn kèm bù mật ong nha bữa giờ nhận mấy đơn mà không thấy gửi bù vào ok chị bảo trâm chị bảo trâm ơi có chốt chị bảo trâm nhắc lại lần nữa nha em tưởng nó gửi ra cho chị rồi á chị nói em ơi hôm bữa chị bị bể hủ mật ong hay như thế nào á hay là bị gì á em coi phản hồi lại tại vì dạo này nhân viên mới liên tục nên là em không có biết được để em sẽ nhắc mà em nói thiệt dạo này đầu em nhiều gì của em không có nhớ được hết từng chị á nên chị này nhắc em chút Có nhiều người nhắn tin không thấy em trả lời là do không phải em chảnh đâu Mà do em không thấy mọi người đâu hết Đây do mọi người ha Đây em, 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 cho mấy chị xem lại Tặng cái gì vậy em Mật ong tặng cho mặt Phật bản mệnh Ngày uh, 10 ngày nữa em trả cái đơn này Nhớ giùm em Nhớ nha cái này dễ bể lắm Em không có đi chung với cái gì được hết á bể mặt Phật hoặc là bể hủ mật ong là em có tiền đền đâu Đợt này em bán là em bán 199 em cho rồi Nên là có hỏi đền, đền không có đền nha Nó trước luôn á Nên là đừng ai dỗn gì hết làm ơn dùm em năn nỉ Nano xài êm lắm bên anh da mềm mịn mướt mượt luôn á Nano còn được ít nè Có chị nào thích không lát tặng cho luôn <laughs> à, Chị uh, chị Nano Chị ơi Nano xài buổi sáng tối đi Hai ống nhỏ là kết quả quả rồi ok lắm Đây Làn da đích thị Da em là tới tháng là lên mụn Da em tới tháng là lên mụn Nay em dùng nano Em nói đỉnh lắm Xài nano đi Nano là siêu vi nano Các chị biết nano là tinh thể nhỏ Đáp lên da là da đẹp liền Đẹp liền đẹp liền đẹp liền Nano này xài mà không ngon Trả lại tiền nano đó Tặng cho thì ok nha <laughs> Trời ơi chết rồi Phải mua đi <laughs> phải mua đi hộp nano này giá gốc 3 triệu mưa 3 triệu mấy lần đó mấy bà chế ơi mấy bà chế không tin lên sọt đi trên Naver hàn quốc nào hôm bữa mới đăng lên 3 triệu hơn một hộp essence powder vi năng lượng lớn luôn dạ đúng rồi chị võ huệ hai mật ong tặng hai bản mệnh ba mật ong tặng ba bản mệnh tại vì có nhiều người người ta mua giùm nên em dễ lắm mọi người ơi <laughs> Uh, bé đẹp chắc mai mốt không còn thấy mấy chị luôn tại vì các chị ra bờ đê ở hết rồi <laughs> thôi mấy chị ra bờ đê cũng được chứ mấy chị đừng có bị giờ uh, hao tổn sức khỏe là được rồi tại vì mình bán phong thủy cho anh ta mà người ta bị gì mình cũng ấy nấy lương tâm lắm mọi người bởi vậy em lúc nào cũng hồi hộp hết á tại vì mình bán rồi nhưng mà mình mua luôn muốn lúc nào khách mình cũng có sức khỏe chị như ý trần em ra bờ đê đó chị như ý trần ơi uh, chị có phật bản mệnh rồi minh anh tặng bình lọc nhé chị cô meo may mắn Bình Lộc em xỉu ngang luôn quá <laughs> Bình Ngọc em xỉu ngang luôn quá mọi người ơi Có ai nhận được Bình lọc của em chưa? Có thấy đẹp không? Bảo đẹp đẹp Hoang hô chị Trần Ngân Dạ đúng chính xác chị Võ Huệ 10 ngày nữa em trả đơn này Tại vì mặt phật bản mệnh em phải làm à, Mặt phật bản mệnh này con trai đeo được chứ chị Hằng Đinh Mặt phật bản mệnh nam nữ đều mang được kim, thủy, mộc, hỏa, thổ 12 con giáp đều mang được Mỗi con giáp sẽ có một cái vị Phật bản mệnh cho con giáp đó Như em đã nói rồi Chị không biết mình Phật bản mệnh gì Thì các chị cứ cầm bên tuổi Tuổi tí, tuổi sửu, tuổi dần Mình không neo cũng được nha Mấy chị thờ lên, mấy chị để trên cái bàn Phật Hoặc là bàn tổ tiên mình cũng được Mấy chị để lên trên đó đi Nếu như ai mà không có thuận quen Mấy chị để lên đi tốt lắm Mà bằng ngọc cái này em đang tặng trên live là hũ mật ong rừng là 199 Có nút chia sẻ em tặng một mặt Phật bản mệnh Nếu như nhà chị nào 5 người muốn lấy 5 mặt Thì ghi là 5 mật ong em tặng cho 5 cái mặt Phật bản mệnh Được không? Tặng vậy là quá đẹp rồi nha Đừng ai hỏi em nữa Tặng vậy là quá đẹp rồi nha Đừng ai em nữa Ngày mai tặng đi sắp ơi nữa chứ um... Mấy chị nghe mấy chị nói mà em rụng rồi Con con tim luôn á mọi người Thôi thì tặng đi nano đi nè Trời ơi xỉu nữa Xỉu nữa Nano 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 Để suy nghĩ coi nano làm chương trình tặng dưới gì Ai đang coi đây Chị tuổi ngọ Phật nào em Em nói thiệt á chế ơi em không nhớ đâu Tuổi ngọ hả Sư lợi Bồ Tát hả Phật Văn Thù hả ta Không nhớ Từ từ để em sờ thử coi Tuổi ngọ, em nhớ nhiều lắm tuổi ngọ Phật bản mệnh nào? Phật bản mệnh. Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát là ngọ đó chế ơi, Đại Thế Chí Bồ Tát nè, cho mọi người xem nè. Một cái mặt Phật Nano tặng Phật bản mệnh đi. Rồi, ok luôn. Nano còn ít nha, hôm nay ai coi được thích là chiều chơi luôn vậy đi hỏi quá khổ quá đây đây mọi người đây nè mọi người nhìn dùm em mặt phật này nè mọi người nhìn dùm em mặt phật đại thế chí bồ tát nè nó là bằng đá mắc hổ đó nó mắc mắc hổ đó là là sáu trăm ngàn rồi đá mắc hổ là đã 600 rồi hỏi mấy chị ngọc thì bao nhiêu nên được ai hỏi em trời ơi bé ơi bé khùng hả không đâu em Bây giờ là tận lò Ngọc em nhập về Thợ em thuê làm Nên tất cả tất cả em đều làm hết Em không qua sĩ ai hết Nên em mới tặng mấy chị được Còn nếu như em qua một người sĩ Hai người sĩ, ba người sĩ Sao mà em có điều kiện tặng mấy chị Nên mấy chị phải biết một điều Bây giờ em là sĩ đầu luôn Là em tự nhập Ngọc về Em cho thợ, em thuê thợ mài Nha mọi người nha Mấy chị ơi chất lượng lắm bữa giờ chị xài nano với serum huyết thanh c và serum nhị hoa nghệ tây cầm kem nám nay da trắng mịn hơn nhiều luôn cảm ơn chị nguyễn nhung em dùng y chang chị nhung luôn rồi được rồi thích nano thì lên nano nhưng mà nano ít nha ở bên hàn quốc còn giữ nửa thùng nano của em mà đợi hoài chưa thấy gửi về lâu giả mang à, hiện tại nhà em còn ít thôi nano này là hết là hết luôn không còn hàng đâu tại mua sale mà mấy chế đâu ra mà kiếm hoài Um, đại thế chí bùi tát là tuổi tuổi ngọ đại thế chí bùi tát là ngọ ok chị thu anh hai mật ong tặng hai phật bản mệnh tuổi tỵ và sủ cho thu anh 10 ngày trả đơn uh, vì hết tiền nên nghe tặng mừng muốn chết luôn cảm ơn mấy chị <laughs> nhà hai con ngựa là phải hai phật chính xác mỗi người mỗi phật mà đâu có xài chung được đâu trời ơi bà trần ngân ơi sao vậy <laughs> giống như ốc anh vũ vậy mỗi người là của mỗi người không có xài chung nghe <laughs> à, chị duyên Trinh ni tuổi ngọ chính xác tuổi ngọ là đại phật đại thế chí bồ tát một hộp mật ong nha em con trai chị tuổi thìn ok cứ ghi tuổi vô là tặng nano tặng cây tài lộc cũng được trời ơi xỉu đợi khi nào cây tài lộc về đi em sẽ ráng bỏ thêm chút ít tiền em tặng cho những chị chưa có cây tài lộc để về đi coi trước đã chất lượng chưa phải coi đi Nhớ nghe Từ đây cho tới Tết Sẽ có quà về phong thủy Nhớ coi lại like thường xuyên Bữa giờ chị xài nano đẹp lắm em ơi Em cảm ơn chị Trân Nguyễn Chị Lê Thị Mỹ Hoa Một mật ong tuổi hội Ok Chị Châu Võ Ghi dùm em là tuổi nha Chị Châu Võ ơi Hello chị Song Thanh Em chào chị Trần Liên Rồi Đây em like lại lần nữa Em đang tặng mật ong 199 Em tặng với mặt Phật bản mệnh Đây Theo mệnh Riêng về Ngọc thì Ngọc Trong Ngọc Đẹp Mấy chị biết ngọc ảnh hưởng lắm đó Đá phong thủy thì mình kiêm khắc theo mệnh Nhưng về ngọc thì mấy chị không kiêm khắc Mệnh nào mấy chị men ngọc cũng được Bà xỉu hoài luôn báo trước nha Từ đây tới tết xỉu dài dài nha 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 <laughs> Chị Trần Ngân này em chưa thấy chị nào mà thăm thúy như chị luôn á Đây 199 tặng cái này Rồi ok Đây giờ lên đây nè Ở Khổ thân quá à Rồi đợi xíu nha mọi người ơi Đợi em tí xíu người ta bán cái mặt phật uh, bản mệnh mà người ta dùng phật kia thôi á là đã 600 rồi ngọc nó đắt nữa mấy chị ơi cái này mà đi ra huỳnh lập mua nha rẻ nhất phải là một triệu hơn một mặt phật bản mệnh đó không có rẻ đâu ai hỏi gì cũng có đâu mọi người rồi xong chưa ok rồi ok giờ em like nè hồi nãy ai hỏi gì cầm lại cho em nè rồi ok giờ em lên tiếp nha Ủa cây tài lộc chị Bùi Dương chưa thỉnh được hả Cây tài lộc bữa giờ em tặng hơi bị nhiều luôn á Mật ong ngon quá em ơi Em cảm ơn chị Yến <laughs> Em cảm ơn chị Yến nay không thấy chị hiệp phan với loan phạm vô coi like chắc xem like tiếc lắm nè <laughs> chị nói chuyện không có nghĩ suy nghĩ gì sâu xa gì đâu chị nói gì nói đó không có ý gì đâu cái đó chị nói thiệt mà <laughs> ở vậy hả chuẩn bị hết tiền hả <laughs> chị chị trần ngân nói đúng quá ai cũng thấy chị trần ngân nói đúng hết <laughs> đây rồi Chỉ cho mấy chị đẹp gái nè Phải quần áo chất quá Minh Anh bộ thể thao mặc vừa vào là form đẹp chuẩn luôn Cảm ơn chị Song Thanh Chị Duyên Jenny lên chương trình Nano Ad Shop Ok Trời ơi chị Duyên Jenny xài cái Nano này chưa Để em hỗ trợ Bé hỗ trợ đổi mặt nạ mới hôm bữa cho chị qua Nano được không bé Chị còn nhiều nạ quá năn nỉ luôn đó Ok luôn Vũ Trần Rồi được rồi Vũ Trần nha Rồi bây giờ lên nè khổ quá nhà này toàn là sản xuất từ lò than quảng ninh không hay sao á từ người bán cho tới người mua <laughs> từ người bán cho tới người mua toàn là bán than không à trời ơi năm nay là em mua than hơi nhiều ấy nha mọi người nha đây bây giờ đi sắp ơi lên nano đi sắp ơi bây giờ sắp nghe đây sắp nghe đây mọi người trời ơi nano hôm bữa bán tặng rồi mà kêu tặng nữa không biết làm sao luôn Um, ok em đổi qua nano cho chị Tuyền lưu vậy ghi dùm em đi một nano đổi qua mặt Phật bản mệnh uh, ghi là một nano đổi mặt Phật bản mệnh hủy chương trình mặt nạ bấm huyệt đó ghi vậy đi là được rồi ok chưa uh, ok rồi bây giờ sắp lên liền nha Trần Ngân ơi bây giờ trước khi sắp lên thì em phải xin khách một điều tặng cây tài lộc này không cây là lọc hàng về rồi mới bắt đầu live tiếp người bán đẹp là phải đợi vậy đó Em bây giờ không đáng em có tay cài lọc em cho mọi người xem nha Nhưng mà mấy chị ơi khổ lắm Một điều là chị khách kia nói em ơi Chị cần cây tài lọc lắm 20 tháng 11 chị tặng hiệu trưởng mất tiêu rồi Cho chị cây tài lọc đó đi để chị tặng Em phải tặng <laughs> Khổ lắm Bây giờ cho shop xin feedback đi Hỏi những con tim ơi ai đang dùng nano rồi Cho xin comment đi nãy giờ em chưa có mua chuột ai nha đó em mấy chị tự cờ á đó mấy chị khách làm chứng nha đó giờ chưa có mua chuột ai hết á hôm nào kêu uh, cho cảm nhận tặng quà thì nó khác còn cái hôm nay là tự tự mấy chị cây tài lộc chắc mai mốt của chị nam việt hàng về là em like cho mọi người xem nano tặng cho minh anh thiếu nợ đi <laughs> khi mô có thì gửi đâu nano có sẵn nè nano em có sẵn mà còn ít à Ma, nano có sẵn mà còn ít à đâu ra nhiều đâu mấy bà chế rồi bây giờ lên nano Trời ơi xài đi Siêu mê Xài không mê trả lại tiền Thật ra nano nhà em còn được ít Mà bên Hàn Quốc là còn nửa thùng nữa Ui nano tặng cây tài lộc đâu có hàng đâu Cây tài lộc mắc lắm chứ ơi Không có tặng được đâu nha <laughs> Chị Ngọc Yến Nguyễn hoan hô chị Hoa Ngọc Rồi bây giờ lên nè Lên nè Nãy giờ mấy chị khách cũng coi feedback của khách nhiều Khách tự comment đã không có mua chuột ai hết đây chỉ cho dùng Đây là cái chai tinh chất cấp nước Đây là tinh chất cấp nước filler Mấy chị dùng cho em là buổi sáng ha Sáng ngủ dậy dùng tinh chất cấp nước Mặt mình nó sẽ sảng khoái cả ngày luôn Ok chưa Ok chị Tuyền luôn Rồi sáng dùng cái này Em bán hàng là quá chiều khách hàng rồi Nên là khách hàng coi like phải thương em Sáng dùng cho bé anh tinh chất cấp nước xong Trước khi dùng tinh chất cấp nước Dùng cho em nano Nano lúc nào cũng là đầu hết. Nano lúc nào cũng phải đầu tiên hết. Nhớ. Rửa mặt xong toner xong dùng cho em Nano. Nano xong rồi hãy dùng serum. Serum xong rồi hãy dùng kem dưỡng, cứ như vậy thôi. Tẩy trang, sữa rửa mặt, toner, nước hoa hồng, Nano, serum, kem dưỡng. Hôm nào dùng mặt nạ ngủ thì các chị khỏi dùng kem dưỡng cũng được luôn. Tại vì sao? Có những da rất là mỏng, có những da rất là yếu và có những da không thể nào thở được khi mấy chị chồng quá nhiều lớp da mấy chị sẽ bị lên mụn vì nó đang bí tắc lỗ chân lông giống ai mình cũng vậy mình bị chết quá những làn da bị mình quá thì nó sẽ xấu mình phải dùng cho em nới ra một xíu đừng cái gì cũng đắp lết hết trên da thì da mấy chị nó sẽ bị lì đó khi mà bị lì thì các chị dùng kem không có ăn đâu nên nên những người mà bị lì nè Người ta mới bắt đầu tìm đến những phương pháp Thay da bằng rượu thuốc Mà rượu thuốc là một trong những loại bào mỏng da cực kỳ mạnh luôn Da rất đẹp nha Nhưng mà nó bao ăn nắng Rượu thuốc bao ăn nắng cực kỳ Tại vì bạn em bán rượu thuốc nên em biết Trời ơi thay xong da nó đẹp lắm Nhưng mà mấy chị phải biết là rượu thuốc thay xong nó bào da Nó làm cho da mấy chị hư hại Và mấy chị dùng dưỡng cái gì nó cũng hay bị kích ứng Tại sao da kích ứng mỏng nổi vân đỏ lên mỏng khi mà dùng những cái sản phẩm tinh chất không phù hợp ngứa đó đây là những hiện tượng đó thì trước trước đó em có đi tư vấn mỹ phẩm cho một số nơi lớn rồi nên em cũng có gặp vài tình trạng của khách hàng nên em biết nên mấy chị phải biết đấy trường hợp em đây em mà dưỡng nhiều là em ngứa liền nó nổi hột 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 mà nó cộm cộm trên chân da mụn ẩn đó mọi người nó không có đẩy lên trên da đâu mà mình hơi ngứa ngứa mà mình sờ nó hơi khô khô đó nó nhiều tình trạng lắm nhiều lắm gặp biết bao nhiêu chị trường hợp đó rồi đây ha rồi bây giờ ok <laughs> ok ok rồi tặng à, lại cấp nước hai bé nhà chị cấp nước nhiều lắm rồi bé ơi em đâu có lại đâu <laughs> em tư vấn thôi chị đang buồn rầu đây hai tuần nay cách ly đóng cửa không làm ăn gì được hết tới tết rồi thôi ráng đi hôm hôm trước chị nói bên anh là da chị bị thâm á chị thay da xong rồi chị xài nano này nè da mềm và giảm thâm hay lắm cảm ơn chị trần ngân nhớ hết xỉu liền nhớ hết xỉu liền trời ơi khổ thiệt <laughs> bây giờ nha nano nano rồi ok theo ý luôn dưỡng nhiều quá lớp da bị mụn ẩn mụn không chồi đầu lên được bởi vậy bị ngứa hoài à mua nano tặng gì thì đó theo ý chị trần ngân đó mua nano theo ý trần ngân đó À nano em bán nhiêu quên rồi ta Ba trăm rưỡi Hôm bữa em sale rẻ nhất ba trăm rưỡi Rồi theo ý Trần Ngân luôn Ai thích đặt nano Tặng cho một mặt Phật bản mệnh Trời ơi thôi mua nano tặng nano luôn đi nữa Trời ơi xỉu Xỉu ngang Ủa bà Trần Ngân ơi Sau nay bà Trần Ngân ăn gì khôn dữ vậy chàng <laughs> Ok chưa Ôi lỗ lắm thôi mua nano tặng nano luôn đi chị như ý trần chế chưa có cây tài lộc mà em nói này nano thì xài hao lắm nha vậy chị xài nano áp ly rồi tới cấp nước và kem dưỡng được không được được chứ được chứ được chứ trời nano tặng nano nữa má ơi ôi điên khùng khùng tặng hôm nay ai coi like được là chắc chết luôn cho xỉu luôn nè nhớ nha rồi ok khoái phồn thiệt hả kiếm vòng tặng mình anh ơi vậy hôm nay black friday lớn nha black friday lớn nha thả tim mạnh nha chia sẻ nha coi như là đứt luôn nha coi như là đứt hàng luôn nha đây nào cho coi nano nha đó xì ke xì ke đó đây giờ đó thả tha lên cho mọi người coi mấy chị thấy không để mọi người xem nha Bộ em bà tặng là em lỗ lắm luôn mọi người Trời ơi mấy chế ơi Mấy chế làm như em bán lời dữ lắm <laughs> Black đây thả tim mạnh lên đi Tặng cho mọi một số chị coi lại like nè Ôi Đây Mà nano này nè Hỗ trợ được mụn ẩn nha Hay lắm nha Ai bị mụn ẩn dùng nano cho em Đây Ôi nano này xài 1 tháng 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 là hết rồi nè à. Hao lắm đó, mọi người ơi Rồi Rồi cái này em nói thiệt dùng ngày hai bữa đi Hiệu quả lắm Rồi nano tặng cấp nước nữa chết luôn mệnh lắm mấy chị dùng cách em dưỡng đi hôm bữa da em nghe đây mụn quá trời luôn nè hỏi mấy khách đi biết dịch mụn lên quá trời luôn nè nay em dưỡng da nè mọi người nhìn da nè hồi nay đỡ thăm mụn hẳn luôn á mà nay mệnh lắm dùng theo em chỉ đi nano của hàn quốc da mặt minh anh đẹp và láng he cảm ơn chị song thanh Ê mà bữa nói không uống được cái giảm cân nhà Minh Anh á Nay uống được rồi Chỉ uống được 3 ngày bụng khỏe lắm luôn á Minh Anh Ráng uống hết hộp coi giảm được mấy ký Cái hủy mỡ đúng không Bởi vậy tôi nói thì không hiểu sao bà Hiệp phan ấy lộn bà Bà Trần Ngân nó uống không được luôn Trời ơi Khách em bữa giờ Chị Hiệp phan chỉ uống hủy mỡ của em giảm được đùi luôn á Cái này chị chia sẻ nha Chị Hiệp phan vô làm chứng giùm em Rồi Lỗ à nano này mình xài rồi lúc trước mua bên chị hằng á mà đổ vô lòng bàn tay thoa đều là thành nước Ở minh anh dạ đúng rồi em không biết cái loại đó tại vì đợt em có làm bên chị hằng á em cũng có tư vấn thì cái loại đó thì của chị hằng nó tan ra thành nước nhưng mà của em thì không phải là tan ra thành nước của em là khác của em nó tan vô trong da luôn <laughs> nó là siêu vi nano nó khác với nano serum của chị hằng là hình như là sa gọi là nano serum còn của em là nano gọi là siêu vi nên khi mà mấy chị thoa mấy chị thấy nó không tan thành nước mà khi mấy chị thoa là nó áp ly vô trong da luôn. Khi mà kem dưỡng cái tầng lớp siêu vi nó càng nhỏ, nano nó càng nhỏ nó sẽ đẩy đẩy thúc đẩy vào trong cái làn da của mấy chị. Da mấy chị nó sẽ mau đẹp. Black Friday mua nano tặng nano. Ôi oh, yeah, trời ơi. Ai thích mua nano tặng nano, em tặng 5 người. Hôm nay ai thích Black Friday chơi lớn Thả tim cái đi cho mạnh mạnh mà mà mà, mà, lên chia sẻ cho em đi mọi người ơi Ai đang có like, thả tim cho em cái đi mọi người ơi Bột hủy mỡ uống tốt lắm đó Cháu chị uống này giảm cân ok lắm Tại vì em muốn Nay em vua, em xuống được 2cm dòng bụng lại mừng lắm rồi đó Tại vì em nói mấy chị em toàn ăn khuya Nay em xuống được 2cm dòng bụng Đây nè, nay đỡ hơn nhiều luôn á mọi người Hôm bữa ha, bự lắm Trời ơi Ủa thấy tim bay pháp phối luôn Vậy hôm nay vừa bán vừa tặng cho những chị cả trải nghiệm thử nha Cái gì vậy bé năm người là sao Ai comment trước người đó có trước vậy đi Thôi 10 Thôi đi tặng 15 chị Ai comment trước có trước comment sau hết chịu Nha chịu thua Hủy mở uống hết ba hộp rồi Giảm bụng với đùi ở Minh Anh Thấy chưa thủy mở tốt lắm Hủy mở Chị mua một nè Trời ơi chưa gì chị Ngọc Trinh chỉ đọc cọc rồi Thà nãy giờ muốn lợi cái tay rồi mà còn chưa chịu bán <laughs> ok ok vậy thì tặng 15 người cầu mong nhanh tay nha nano em đang bán ba rưỡi coi như hiện tại là em bán hết lương đứt mẫu lương nhưng mà xài sẽ rất là hiệu quả hôm nay em sẽ tặng 15 chị flashfi file đây lớn đã nói bán lỗ là lỗ nha nên là đừng hỏi ai bớt hay gì nha không có bớt nha cuộc đời lỗ lắm rồi Chết rồi, từ từ đi mấy chị ơi Để em hình dung trong đầu em đã Trời chết rồi, lỗ lắm mọi người ơi Chết em rồi Cho em xin 5, 50 ngàn nữa được không mọi người Chết em rồi Ui em quên Nano 17 tuổi dùng được tặng tất cả các chị em ở đây đi nè để khi ra bờ để ở các canon nó còn xài thôi ok chơi lớn luôn coi như hết là hết luôn nha biến hình luôn á bán hơi cái đổi thừa tại vụ rồi ok ok chơi chơi luôn Nano siêu vi nano của Hàn Quốc Đây là powder essence Đang bán 350 ngàn Thôi coi như cho luôn không bán nữa Hết hàng rồi Nano tính mấy chị 350 ngàn Chơi lớn luôn mua một tặng một Thả luôn nha không còn quay lại nữa nha Ai chưa có đặt nha Duy nhất live stream ngày hôm nay nano tặng nano rồi chơi luôn ba trăm rưỡi mua một tặng một nano tặng nano rồi theo ý theo ý trần ngân với hoa ngọc rồi đó chơi luôn đi tới đâu nó tới ai lấy ghi là nano ba trăm rưỡi mua một tặng một thôi tặng những chị trong trong livestream đi em tại vì mấy chị nói xài hiệu quả lắm <laughs> trời ơi sao mấy bà chế nói nhưng mà nó đúng ở bên hàn quốc á người ta dùng cái nano này nè Người ta trị thăm hay lắm Ai mà bị mụn bị thăm nha Người ta dùng hiệu quả cực kỳ Nano tặng nano chơi luôn Vậy là mua hai tặng một Trời ơi em ơi chị mua 7 có tặng 7 không em <laughs> Chị nào mà giữ vậy Chị nào mà chơi thứ dữ vậy Chơi <laughs> luôn chia sẻ nha Trời ơi mấy chị ơi em còn nửa thùng bên Hàn Quốc Mấy chị vét của em luôn hả Em tính để dành từ từ em bán á Bữa giờ em bán hàng nào mà ngon ngon là em ấm dữ lắm mấy chế ơi ai coi like, ai chia sẻ uh, theo cả giờ mỹ phẩm nha bé đẹp xài đi mấy chị nhưng mà mấy chị xài thử đi cái này nè khách mới người ta xài là người ta khen lắm vậy thì khách cũ đa, ấy lượng khách cũ xài người ta khen lắm vậy thì khách cũ muốn các chị trải nghiệm thử đi em chỉ mấy chị đó khi mà thoa lên trên da là nó tan ở trong da luôn mà cái này xài thì rất là hao tại vì em dùng là sáng và tối thì một hộp một set như thế này là có bốn ống nè thì uh, em xài rơi vào khoảng là tầm tháng là em xài hết rồi tại vì em xài hao lắm có nhiều người ta dùng buổi đêm nhưng mà nano này mình dùng được cả ngày và đêm nếu như mà chị nào muốn da mấy chị mà nhanh đẹp á thì cái chị dùng sáng tối da đẹp cực kỳ mai mốt ra bờ đê là khiên thùng mỹ phẩm dí mặt nạ ra bờ đê dưỡng da ha mấy chế <laughs> rồi mấy chị ơi có hàng ngon mà khang than hoài khổ quá thôi để em chốt nha rồi để em tí đi để em kiếm uh, cái gì để em chốt cho mọi người đợi em năm ê lụm để em một phút đi đợi em một phút thiệt sự luôn á tính giấu nano rồi đó hôm bữa khách hỏi mới hỏi nó hết nano rồi để dành bán từ từ mà mấy chị ơi mấy chị cứ dậy hoài em chết luôn á mọi người Đây nè nói còn mười mấy hộp để từ từ bán tại vì hiện tại hết gần hết hàng rồi trời ơi đây còn có nhiêu đây làm của rồi đó đây nè đây mấy chị thấy không tốn tiền tiếp nữa rồi đây còn có nhiêu đây làm của à mà nhiều người khen nano quá thôi kệ đi ha chơi luôn ha ok thả tim em cãi đi rồi để bé anh tặng nè rồi đó vậy là hôm nay hết luôn rồi đó chứ còn gì nữa đâu còn nửa thùng minh hàng thôi đó xong luôn rồi đó ok em đọc chốt nha khoái khoái chị nước miếng <laughs> ok mọi người em đọc chốt ai chưa thấy em đọc cờ minh lại dùm em ai chưa thấy em đọc cờ minh lại cho bé anh nha có đơn nha mọi người ha rồi 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 từ từ rồi từ từ đâu rồi, bắt đầu từ đâu rồi Xong thấy cờ à rồi ok chị ngọc trinh một nano tặng một nano cho ngọc trinh có đơn chị uh, thu anh một nano tặng một nano cho thu anh có đơn Chị Alex Bean 1 nano tặng nano cho Alex Bean Chị Hoa Ngọc 2 nano Trời ơi má ơi 2 nano tặng 2 nano cho chị Hoa Ngọc có đơn Ờ... À, ờ... À, đúng rồi Trời ơi chị Hoa Ngọc lên 3 hả Rồi có cho Hoa Ngọc có đơn Hằng Võ 1 nano tặng 1 có đơn Trần Ngân là 2 nano Trời ơi bu dữ vậy 2 nano tặng 2 cho Trần Ngân Lâm Tuyết Phương 2 nano Tặng 2 nano cho chị Lâm Tuyết Phương có đơn chị uh, Nguyễn Nhung 2 nano tặng 2 nano cho Nguyễn Nhung có đơn. Chị Tuyền Lưu 1 nano tặng 1 nano cho Tuyền Lưu. Duyên Jenny 1 tặng 1 có đơn. Vũ Trần 1 tặng 1 có đơn. Chị Alex Bin 2 tặng 2. Ôi trời ơi. 2 2 tặng 2 cho chị Alex Bin có đơn. Uh, cô Meo may mắn nano tặng nano cho cô Meo may mắn trời. Si đang hợp nhiêu ạ? À? Rồi xì si răng hộp 175 ngàn Mèn đét ơi Ui ôi má ơi <laughs> Cho luôn rồi bán gì nữa Hết là hết sạch luôn rồi nha Đừng ai hỏi không còn nữa đâu à, Đem ghế bố ra nằm nữa Ok Chị Nam Việt 2 nano Tặng 2 nano cho Nam Việt Ngọc Phan 1 nano Tặng 1 nano cho Ngọc Phan Rồi đợi em xíu đi à, Chị Lê Thị Thảo từ từ ngọc phan rồi đúng không rồi đếm tiếp nữa trời ơi má ơi ai coi like chia sẻ nha rồi tiếp chị chị lê thị thảo lê thị thảo à, một nano tặng một nano cho lê thị thảo giờ thảy vô này giờ thảy ra giờ thảy vô này để, để nhớ số lượng nè tệ minh kèm theo số điện thoại một nano tặng một nano cho Tuệ minh chị hồ linh đa một nano tặng một nano cho hồ linh đa có đơn à, Ờ, à, mấy chị em mình đi chung ở chung chất vui lắm hé Chị Thúy Hồ, khách hàng mới đúng không ạ Một nano tặng một nano cho Thúy Hồ Như Ý Trần, một nano tặng một nano cho Như Ý Trần Có đơn, cô Nguyễn Thảo, một nano tặng một nano cô Nguyễn Thảo Ờ, à, Tuyền Lưu thêm một nano tặng một có đơn Ờ à, <laughs> chị em mình hay bị dính trưởng Ê, trời ơi dụ người ta xong bây giờ kêu người ta dính trưởng là sao gì trời hạnh dung nguyễn một tặng một có hạnh dung nguyễn à, dạ có em thấy mọi người rồi em thấy mọi người rồi nano này y mấy chị ơi bình bình tĩnh bình tĩnh em bán không dụ ai nha nãy giờ mấy chị coi like mấy chị để ý nha trời ơi mấy chị ơi <laughs> gì vốn cho em cái nano này mấy chế kêu Thôi hôm nay Black Friday xem một tặng một đi <laughs> Ủa em hết mẫu rồi em tặng luôn Mấy chị cũng kêu em dụ là sao vậy Em bán để em lấy lại vốn á Chứ không phải em khùng mà em tặng đâu Mấy chị ơi cái hộp này làm gì có giá 175 ngàn Trời ơi đâu ra Hello chị Ngọc Phan Cái này làm gì có 175 ngàn đồng Nhớ nha Đơn mật ong tặng với lại mặt Phật bản mệnh Là em tặng rồi đó em không có dồn chung với cái đơn này đâu em tách ra hàng về em ship thôi à, chị em đi trần mua một mật ong tạo màu ong được không minh anh do chị hay quên nên không dám đeo mật phật không được đâu tại vì hồi nãy em tặng mật phật á, là em tặng cho những vị nào khó khăn thôi chứ em nói thiệt á em bán lỗ lắm em bán mực ong 199 ngàn rồi em không tặng được đâu em lỗ quá chị chị Andy Trần chị Huỳnh Sương một nano tặng một nano cho Huỳnh Sương chị Mai Thị Hồng Hạnh ghi dùm em là số điện thoại nha Mai Thị Hồng Hạnh ghi số điện thoại nha em chỉ mọi người nè ở bên Hàn Quốc á có một cái um, có một cái trang gọi là Naver ở bên mình á thì search bằng Google bên Hàn Quốc là search bằng Google bên uh, bên Hàn Quốc gọi là Naver Mấy chị lên mấy chị check ở trên web thử em Coi em nói đúng không Mấy chị lên web mấy chị check thử đi Từ từ em có đăng bài nè Em tức quá Cái cây tài lộc này là của em thiết kế đó Mấy chị ơi đợi vài bữa nó đi thấy là các chị chốt nha Nhớ ai đặt hàng phải có số điện thoại mới chốt đơn được Trời ơi Mỹ Thảo 2 nano Tặng 2 nano Mỹ Thảo mình là khách mới Nghe khách review quá mua thử Ok tặng Mỹ Thảo Mấy chị thấy khách em không khác em xài mà người ta khen tại vì cái này nè, xài 10 cho tới 15 ngày là thấy da trắng. Cái này của Hàn Quốc. Cái này là phiên bản mới. Ví dụ ví dụ như mình xài serum đi, nó thẩm thấu chậm lắm. Serum á nếu như mấy chị không tẩy tế bào chết nó có lớp sừng hóa ở trên da. Mấy chị thoa serum không ăn. Nên em mới nói mấy chị là thường xuyên tẩy tế bào chết một tuần 2 lần, ai da mặt dày 2 cho tới 3 lần. Nó sẽ đẩy lớp những cái lớp sừng hóa đi. Khi mà mấy chị dưỡng á nó mới màu đẹp cây tài lộc chắc phải mai mốt á cây tài lộc phải mai mốt á cây tài lộc này trời ơi bữa giờ ai cũng trông ngóng hết từ từ để em cho mọi người xem cái siêu vi nano em đăng ở trên mạng rồi nè trời ơi đây mọi người lên xem đi giá web của nó rất cao luôn đây nè em có đăng rồi nè các chị xem giá web giùm em đi có hết ở trên mạng á tinh chất năng lượng nano chỉ nám loại này là chỉ nám tàn nhang đồi mồi và làm sáng da cực kỳ hay một set 4 hộp của nó 198.000 won một hộp đây mọi người nó là powder essence trời ơi các chị ơi em cũng nói trước luôn tại sao em nói không có hàng nữa như thế này này cái cái sản phẩm này nè nó không sale giá web của nó gần 3 triệu hơn một set nhưng mà đợt đó nhà máy cắt mẫu người ta bỏ mẫu người ta lúc người ta ra cái loại này nè loại ống là người ta bán giống như là loại để cho thách tết tơ vậy đó để khách dùng thử bây giờ cái vitamin này nè cái essence powder này nó ra, ra loại mới là tinh chất nó y chang mà nó làm cái chai đóng nó làm cái chai to một một cái chai tinh chất của nó 50ml nó đang bán trên web là 5 triệu hai một chai nên là nó đẩy ra mình mới có hàng này mình xài Chứ mấy chị thử mấy chị mua bên Hàn Quốc đi một hộp như thế này 3 triệu hơn Nên khách mới nói xài sao dùng cái nano này nó hiệu quả là vậy Mau đẹp lắm Nhưng mà hàng xịn chứ không phải hàng rẻ tiền, hàng kem trộn Những cái loại mà có nicotine Khi mà có chất nicotine kem trộn của Việt Nam hoặc là những hàng rẻ tiền Nó sẽ làm bào bỏng da của mấy chị Nhưng cái này hàng xịn ha, ai xài rồi sẽ biết 198.000 won Trời ơi nano này xài thấm lắm Xài êm luôn á Sano này xài phục hồi da hay lắm 198 nhân cho 21 198 nhân cho 21 là sao Còn 4 triệu 158 ngàn Cái hàng này về đây bán phải 4 triệu rưỡi Các chị coi giá quan của nó đi Mấy chị lên mấy chị tham khảo đi Em nói đúng không Ai có người quen bên Hàn Quốc hỏi thử thì có Có cái dòng này không thương hiệu vitamin một trong những thương hiệu lớn công ty dược của bên Hàn Quốc luôn em đang có được cái lô này lô đẩy của Banobagi Các chị biết uh, chống nắng của Banobagi không dược phẩm nổi tiếng ở bên Hàn Quốc luôn đây cái này mấy chị mấy chị sẽ được trải nghiệm một loại chống nắng nano gọi là chống nắng nano nâng tông của Banobagi Banobagi nó nói chung là nó đang đẩy cái đó em đang gom về đó chắc phải mai mốt nó về được hàng đây của Boulder essence mấy chị lên mấy chị tham khảo ở trên mạng ơi ôi nó thúc đẩy và đặc biệt nó phục hồi cái cái tế bào bì ở dưới chân da mấy chị cực kỳ tuyệt vời luôn nano này chị xài thấy hà hạp da thấy gì ta thấy hao quá chừng luôn <laughs> đúng rồi nano này xài hao lắm nè các chị nhìn nè nó thúc đẩy vết nám, nó tăng hồng cầu trên da Hồng cầu sẽ giúp làm da mấy chị hồng hào cấp nước Và đặc biệt là có cấp hyaluric Là một trong những tinh chất cấp nước cho da luôn Cái này vừa làm sáng, da vừa làm ẩm Và đặc biệt là cung cấp da chống lão hóa Và đặc biệt làm cho da mấy chị sẽ trẻ, khỏe Nhiều người mấy chị thấy không, da không căng miệng Mình nhìn da mình thấy nó mau già Nhưng mà mấy chị xài 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 những cái này là Nó căng da, nó mịn da, da mấy chị nó khỏe lắm Đó mấy chị lấy đi, xài đi, vậy thôi nha em qua nha từ từ để em lên cái cái này nè cái Banobagi ghi này em có đăng trên facebook á mấy chị biết à, kem chống nắng của Banobagi không nổi tiếng lắm giá web của nó là sáu trăm mấy chục ngàn won mới sáu trăm mấy chục ngàn là tiền việt nam á mà em thấy ở trên shop bán có một trăm hai chín ngàn à hàng phát đó mọi người phát lòi ke luôn á đừng mua chút hàng phát trời ơi đây nè Em có đăng bài nè, em gom sale 80% của Banobagi. Đây. Mấy chị biết kem chống nắng này không của Banobagi? Nó là kem chống nắng nano nâng tông luôn, là nó là ba trong một luôn á. Nó vừa có miltrees là nó sẽ nâng tông, nó có độ nâng tông cho da và đặc biệt nó là SPF 50 50 PA 4+ là tính chất vật lý. Có ai biết cái chống nắng của Banobagi không mọi người? Bây giờ nó đang hot lắm á Thương hiệu Banobagi này nè Nó ra cái dòng retinoid Là nó sẽ làm cho da mấy chị mau đẹp Nhưng mà retinoid nếu mà mấy chị dùng á Mà mấy chị không biết cách dùng á Da mấy chị sẽ ghê lắm nha Nó sẽ lên mụn Tại vì trước đây á Huyền nhân viên em á Nó không biết Nó mua cái Obagi á Retinoid á 9 chấm mấy á à, Loại không chấm mấy á Là nó sẽ đẩy cái cái mụn ẩn lên nó sẽ giống như là phiêu cái lớp da nhưng mà không biết dùng và không dưỡng á, là da nó sẽ thâm trời ơi nó dùng da nó đen thù lùi luôn nó thâm xuống á ai mà dùng retinoid mà không biết cách dùng á da mấy chị không có đẹp rồi mấy chị chửi người ta là không có được nha tại vì mình dùng là mình phải dùng đúng bước nó mới đẹp được đây nè chống nắng oba chống nắng của banobagi nè nổi tiếng lắm công ty dược phẩm của bên hàn quốc á cực kỳ mắc luôn đây đây nè hàng hàng của bon banobagi nè đây nè hôm bữa em tính sale cái này về cho mấy chị á nhưng mà nó 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 sale nhanh quá nó sale chưa được 5 phút nữa là nó tắt rồi nó tắt ở trên app hàn quốc rồi đây nè đây nè cái này đang bán là bốn trăm mấy một tiếp nè chống nắng nâng nâng tông mà đặc biệt nó còn cấp ẩm nè cái của Banobagi ba 000 bốn trăm chín mươi lăm là giá chính hãng đó sáu trăm mấy á sáu trăm mấy là giá web á đa số việt nam mình mà mua được giá rẻ mà bán giá rẻ là người ta mua sale bên hàng Loại trăm mấy là hàng biên nha, hàng Trung Quốc nha Không có hàng Âu đâu mọi người Không có chống nắng xịn nào mà giá hàng trăm mấy chục ngàn tiền đâu người ta lời Vậy lấy vô có mấy chục ngàn hả Trời ơi, không bằng hàng Trung Quốc nữa nói chi Thay vì mình dùng hàng nội địa chung chứ đừng dùng hàng giả Hàng giả bào mỏng da lắm Đây nè, các chị xem dùm em Chống nắng Banobagi ghi cao cấp Dòng nè cao cấp chống nắng xịn á đang bán nè hàng 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 chuẩn Âu nè 502.000 đồng một tiếp 502.000 đồng một tuyếp chống nắng Bano Bagi. Trời ơi đã đã mang luôn Đó mấy chị Em mà nói thì cái mấy chị không canh xeo Nó canh sale chưa được 10 phút 80% Xong nó ao nó lét Mấy chị có biết không Trong vòng 10 phút nó bán được hơn 3.200 mấy chục tiếp Là người ta bỏ vô cái rổ sale á Cái này là nhiều người mà người ta canh xeo Người ta nói thì cái mấy chị là giá cực mềm luôn Mà phải tùy lúc nó mới xeo Xeo nếu mà bán về đây ít nhất một tiếp phải năm trăm Chống nắng, xịn, chống nắng Dòng này là nó có siêu vi Mỏng nhẹ mà nó nó lại gọi là chống nắng nương tông nữa Có ai muốn trải nghiệm không mà đá xa lắm Đá mới không mà Ngày mai ngày mốt về á Cái shop này nè, đây nè Cái shop này ở Hàn Quốc nè Đây nè, em khiêu Ly nè của Hàn Quốc nè Shop này ở trên shop bè là của Hàn Quốc nè Đúng luôn, còn chống nắng loại rẻ tiền đây nè, có lên mệt mạng xò be đầy có một trăm mấy chục ngàn nè, 165 nè. Đây nè. Hàng giả nha mọi người. Không có không có cái um, banobagi nào với giá là 160 mấy ngàn đâu. Em mua sale còn không được 160 mấy nữa, tiền đâu người ta lời. Đây. 160 mấy ngàn hàng phát nha, không đúng hàng chính hãng đâu. Em có sao nói vậy, mấy chị lên web mấy chị coi đi, tham khảo đi. Đây tầm ngày mai ngày mốt chị tuyền lưu chị tuyền lưu yên tâm em 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 dợt sale ngày mai hoặc ngày mốt em không biết hàng thông qua em chưa biết ngày nào về đó à, em về dầu gội trị gầu em về collagen lụ em về dầu gội xăm em về nhiều lắm em hàng nó sẽ gửi từng đợt nè à, em về nhiều lắm em em thấy hàng sale là em cứ đặt vậy đó rồi bắt đầu gửi về hàng nào mà nhẹ thì em đi bay còn hàng nào nặng thì em gửi tàu nhưng mà đa số dạo này em đi bay thì chính nên là gửi tàu lâu lắm mấy chị ơi nhiều khi hàng mình mất mình không biết được cái này mắc lắm á mặc cái này xài siêu đã luôn cái này là người người bên hàn quốc là người nhà xài thử rồi em chưa được xài nhưng mà em thấy bạn nó xài ok em về là em xài liền mặc cái chống nắng này không hại da chống nắng này là giống như là nó vừa là một lớp dưỡng luôn của banobagi đây là hãng dược phẩm của hàn quốc ôi mấy chị ơi có ai có ai thích được mua giá rẻ có ai thích được tặng không mai điên điên khùng khùng tặng mấy chị chia sẻ đầu like nè cho mấy chị xài thử cho biết nè sáu trăm mấy chục ngàn một tiếp của banobagi hãng này là bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng của hàn quốc luôn tặng vòng u linh ngũ sắc đi em <laughs> chị ngọc phan thích u linh ngũ sắc à đắt lắm siêu đắt kem chống nắng này là ra năm từ 2019. Đạt được giải thưởng của ALU ở bên tạp chí của Mỹ á. Và đặc biệt là đây là bình chọn một trong những loại kem chống nắng đứng đầu vào năm 2019, ghi lên tìm hiểu đi. Đây nè, em cho các chị coi công dụng nè. Công dụng là làm từ cho em làm lừa từ cho em là là cái gì quên rồi từ từ, nhiều lắm, nhiều công dụng lắm, từ từ để em đọc đã. Thành phần chính của nó có chiết xuất và đặc biệt trong cái ke, cái kem chống nắng này nó có một cái lớp màng lọc UV hữu cơ đúng rồi chính xác chính xác em đọc cái bản thành phần cái này nó khác với chống nắng thông thường chống nắng thông thường là nó không chống được nói chung là hai tiếng mình phải dùng thêm một lần là nó chống tia UVA UVB và đặc biệt nói chung trong điện thoại mình là có một cái tia ánh sáng xanh nữa thì trong cái kem chống nắng của Banobagi mà chính hãng nó sẽ có một cái lớp màng lọc UV hữu cơ là nó sẽ lọc cái màn lớp nắng nó luôn cho mấy chị nên chị nào mà da siêu nhạy cảm mấy chị dùng kem chống nắng này vẫn đỉnh nha và đặc biệt cái này dùng được cho những người đang mang thai và con nít khi trưởng thành là nó sẽ không hại da ví dụ như mấy bé nhỏ xíu 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 con của mấy chị á ví dụ như đang tuổi trưởng thành nè có kinh rồi dậy thì rồi có một người nè cho bé dùng thêm chống nắng vì chống nắng này không gây hại và những người đang mang thai người ta dùng được da nó sẽ không bị xỉn màu nhiều người không biết người ta không dùng chống nắng á nên là da người ta mau xấu lắm em nói thiệt mấy chị ơi cách máy đi ra chợ mua một ký rau cũng phải thoa kem chống nắng tại vì chống nói chung nắng bây giờ thì nó rất là gây hại cho da nano nano em ơi sao rẻ thế nano em tặng là ba trăm rưỡi á ba trăm rưỡi mua một tặng một hồi nãy là em tặng hết luôn rồi ai lấy thì comment nhanh nha siêu vi nano ạ khách khen dữ lắm đợi tí đợi tí đợi tí đợi tí Ồ ơi, nhớ nha Trời ơi, kem chống nắng này công nhận Nhìn được ghiền thiệt luôn á Thích thiệt sự luôn Xài đi rồi biết Xài đi ông ghiền trả lại tiền Ô mấy chị ơi, ai hỏi gì nữa comment trên like đi Em quên nãy giờ em đang em đang vui quá Em nói quên qua cái này cái em quên mất tiêu luôn Ủa mọi người ơi, mọi người còn đang coi like không giờ mọi người Mọi người cho em xin comment đi mọi người ơi Ai, ai đang còn coi like cho xin comment đi Ủa mấy chị đi đâu mất tiêu rồi Em không thấy mấy chế vậy <laughs> Trời ơi đang tư vấn hăng say quá Hăng say quá Đó Nên Shopee Shopee Bè 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 Là hàng phát rất là nhiều Nhiều người kỳ lắm luôn Mua hàng mà cứ so sánh trên shop Em nói thiệt nha Bây giờ mấy chị so sánh với hàng giả với hàng thiệt sao mà được Giống như là cái cái bánh răng gì đó hàng rẻ nó có mười mấy hai mấy ngàn tiếp Và nó bán lên ba mấy ngàn còn mấy chị muốn mua hàng thiệt thì làm gì có giá 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 rẻ như vậy cuộc đời này mấy chị phải nhớ rằng một điều không ai cho không cái gì nha thiệt sự luôn em nói với mấy chị ngay cả bản thân của em có những lúc em phải lời thì em mới có tiền tặng mấy chị được chứ còn em nói thiệt cuộc đời em chỉ lên like tặng mấy chị thôi mà lỗ hết thì em nói không có con khùng nào lên tặng mấy chị đâu em nói thiệt ngay cả bản thân của em, có hôm em bán em lời. Em có tiền hôm sau em bù lại, em tặng quà. Chứ không có tự nhiên đâu ra mà em có tiền hoài tặng mấy chị đau lọc đâu ra, ông trời đâu có cho em được. Em đâu có há miệng chờ sung rụng được mọi người. Cái gì em cũng phải tự lực thôi. Nên mấy chị lưu ý một điều, nếu như em tặng mấy chị hay cái gì hết mấy chị mua mấy chị được quyền mấy chị tìm hiểu nha. <laughs> các chị thông thái mà khách hàng thì em thông minh lắm em biết hết <laughs> nhan voi còn không em nhan voi hiện tại đang hết hàng rồi chị phương trần nay bán gì vậy và tặng gì đó chị phương ơi nãy em bị chị trần ngân dụ mua nano mua một tặng một và em đã bán hết rồi ba trăm rưỡi đây xong rồi hồi nãy em bán mật ong mật ong em bán một trăm chín chín ngàn em tặng một cái mặt phật bản mệnh cũng tặng luôn rồi ai mới coi like muốn được nhận quà thì coi lại like comment vô trong cái like này nha đừng nhắn tin nhân viên em nhắn tin nó không có chốt đâu tại vì em nói rồi chị nào nhắn qua tin nhắn là không chốt đơn chỉ chốt đơn khi trên comment thôi nên ai đặt hàng comment lên trên like giùm em đừng nhắn tin nó không chốt rồi giận nó nữa khổ lắm mọi người ơi hôm bữa bị hai ba người giận rồi ấy thấy chưa đỡ thừa tôi <laughs> rồi đợi đây đợi đi rồi ok thích chống nắng lắm em anh ơi có chưa dạ chưa chống nắng phải đợi cho em phải đợi mai hoặc mốt em không biết nữa hàng nó thông quan lúc nào thì em lụm vô em like cho mọi người để coi coi hàng mới về nó có cái gì có kẹo xăm dẻo nữa mà được con thùng mà mua được giá rẻ lắm mua được có mấy chục ngàn bịch mấy chị mà khi nào về kẹo xăm dẻo mấy chị mua rẻ lắm mà đụng thùng có như có năm chục gói à kẹo xăm dẻo uh, mua sale nha chứ không có không có giá đó đâu từ từ để em coi coi giờ em có gì nữa để em suy nghĩ với mọi người cặp gội xăm ai cũng khen hết á nay em, em về cái cặp gội gọi bạn của thằng gội xăm đỉnh của đỉnh chị gồng em phải nói anh hai em dùng nửa chai mà hết gầu luôn ngon hơn hết đôi sau đồ thuốc của mỹ hết đơn sau đời thuốc của mỹ là gần 300 trăm ngàn một chai đó chính hãng á mà xài không hết sợ nó bị khô tóc lắm nói chung cũng đỡ ngứa nhưng mà tùy người có người hết có người không nhưng mà dùng cái chai này nè bảo đảm trị gầu dứt điểm luôn anh hai em bị gầu gọi là gọi là bị nấm da đầu á mấy chị thấy ghê đó kiểu nó bị đỏ trên chân da đầu nè không hiểu là sao bị bị á cái hay ngứa ngứa rồi mới bị, bị chốc vẫy rớt đầy áo luôn ừ nhìn là thấy ơi nhìn là tưởng ở dơ nhưng mà không phải đâu do cái da đầu nó bị đầu không hôi không phải ở dơ em thấy ngày nào cũng gọi nha mà có những người người ta bị nấm á là người ta bị nhiều người nhìn vô người ta tưởng ở dơ nhưng mà thật sự là đầu không dơ không bớt luôn mà vẫn bị gớt gầu là do cái da đầu của người ta không có phù hợp hoặc là do thay đổi thời tiết nên là mấy chị dùng cái đó đi nhỏ hồi nhỏ mềm lòng nữa nè không có mềm lòng nữa đâu. Ủa bây giờ mình bán qua cái gì nữa mọi người ơi? Mọi người đi đâu hết trơn rồi? Cái này khi nào hàng về thì mình sẽ trưng bày cho mọi người coi nha mọi người nhá. Đó khi nào trưng bày thì em sẽ like. Ấy khi nào về em sẽ like ờ à, đúng rồi anh hai bị nắm da đầu mà chị không hết đó dùng à, dùng thuốc của ông bôi không hết luôn mà sau nay gọi cái đầu đầu này thì thấy đỡ xài được nửa chai rồi chị hiệp phan mà mắc lắm từ từ đợi em xíu ơi giờ em lái gì nữa mọi người à, ai hỏi gì cứ hỏi nha mọi người nha em sẽ trả lời mấy chế mấy chế đừng có ngại ai hỏi gì cứ hỏi À, mật ong bao nhiêu một mật ong là 199 trăm chín em có tặng mặt phật bản mệnh mấy chị lấy cứ cờ kèm theo mặt phật kèm theo mệnh tí sử dần thiền tị ngọ mùi thân dậu tất hợi gì đó cứ cờ hết cho em là được rồi ai hỏi gì nữa mấy chế ơi mấy chế của em đâu rồi mặt nạ này nhớ nha mua về mấy chị lấy cái tay mấy chị nhấn vô nhấn vô những cái chỗ tròn tròn này nè nó bắt đầu nó bấm huyệt trên da mấy chị ở đây giờ em like gì nữa ta chết rồi không biết lái gì nữa luôn á mấy chế ơi cho em xin comment đi dầu gội nào cho coi với minh anh để em coi nhớ không nha có ai cần tư vấn gì không cứ comment đi đừng ngại nha mọi người dầu gội phải trúng hãng nha không bán hàng giả đâu sao giờ em thấy bây giờ nha người ta nhái hàng nhiều lắm luôn á đợi em tí hiệu quả lắm đây nè đây nè đây chiếc chai này nè nó là best friend của cái thằng dầu gội xăm đó đây dầu gội thảo dược cái này là siêu siêu đặc trị gầu luôn, trời ơi mà cả, hôm bữa em gọi lên thử rồi chỗ nó mát mát nó phê phê lắm mọi người, phê lắm luôn. Phương nhắn tin, sorry Phương, hôm nay bé anh bận quá, sáng nay bé anh thiếu người á, nên là em chưa có check được tin nhắn của Phương. Có gì lát em like xong em check tin nhắn của chế Phương nha. Đây, trời ơi em nói mấy chị đỉnh của đỉnh luôn, có sản phẩm nào trị mụn cám Đầu đen ở mũi và cầm không Minh Anh, chị Thúy Hồ. Trị mụn cám, đầu đen ở mũi và cầm. Có. Chế ơi. Đây nè. Trời ơi, nhắc tôi mới nhớ. Đây. Có chế. Đây, 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 đây. Được á. À. Thằng này là chung hãng với lại gọi xăm mà. Nè. Giá một chai là 399 ngàn nè. Thằng này đang xem 275 nè. Em về em bán mấy chị rẻ thân thằng này luôn Mấy chị đợi đi Chưa biết khi nào nó về <laughs> Hàng gửi rồi mà chừng nào nó thông quan là nó gửi ship thẳng tới nhà em luôn Có hàng em like mọi người Đây Có ai xài qua cái này chưa Tư vấn phong thủy đi em hả Rồi thích thì lên Có ai xài qua cái này chưa Đây Sẽ êm lắm nha mọi người nha Êm lắm Có ai xài qua cái tiếp này chưa Cái tiếp này nè Hỗ trợ mụn cám và cái tiếp này hỗ trợ mộng đồ đen Tốt lắm Chị Thùy Ngô Cái này là mặt nạ vàng 24k Mấy chị thoa lên Nó vừa dưỡng luôn Trong quá trình mấy chị đắp nó vừa dưỡng luôn Và đặc biệt khi mà mấy chị lột ra Nó sẽ hỗ trợ là nó sẽ vét đi những cái sợi bã nhờn ở trên cánh mũi Cái này sẽ kiểm soát sợi bã nhờn trên cánh mũi rất là hay xem bên online mà hai mắt chị sụp nặng luôn buồn ngủ nữa giữ ta thường chị 3 giờ mới sáng dậy lây hoay 4 giờ đi làm rồi nên ngủ sớm quen rồi gái ơi <laughs> <laughs> chị xong thanh đi ngủ đi đây nào mọi người đây có ai về xài cái mặt nạ vàng này chưa cho em xin comment đi Ôi đã lắm Thôi thơm giả man ai xài chưa ai xài chưa cái nạ này hôm bữa em nhớ tặng rồi mà em còn được ít lắm cái này mấy chị đợi em tí nha Tại vì em trên da em hồi nãy có lớp nano quá nên em không xài được nữa. Mấy chị đợi em tí đi. Có ai xài cái nạ vàng này chưa? Mấy chị xài đi nha. Trong quá trình mấy chị xài á, nó sẽ giúp xe khích cái lỗ chân lông của mấy chị và nó vừa làm sáng trị thâm. Mà đặc biệt cái mặt nạ này nè, nó hay lắm. Khi mà mấy chị lột ra á, nó không phải dạng mặt nạ lột là lột mũi, lột mụn. Mà khi mà mấy chị lột ra nó đi luôn cái tế bào chết và cái sợi bã nhờn ở trên da của mọi người sợi bã nhờn ở trên da thứ nhất là do bụi thứ hai là do cái mồ hôi của mình và cái thứ ba nữa sợi bã nhờn nó tại sao nó có ai cũng có đàn ông và phụ nữ đều có sợi bã nhờn ở trên da mà phụ nữ có nhiều hơn hoặc là trên vùng cánh mũi là tại sao mấy mình dùng chống nắng hả hay mình dùng kem dưỡng ha mình đắp xong cái mình đi ra ngoài đường bụi vô cái nó bị bít tắc nó sẽ tạo những cái sợi bã nhờn ở trên những cái da của mình nhất là cái vùng này vùng này vùng này và vùng mũi mấy chị dùng cái này mấy chị dùng thường xuyên cho em đi một tuần mấy chị dùng khoảng 3 lần đi mấy chị sẽ thấy da mấy chị sẽ được nâng tông tại vì khi mà mấy chị tháo nó ra nó sẽ đi đi được một cái lớp da chết không phải là một lớp mà còn hai ba lớp nữa tại vì da của mình nó có rất là nhiều tầng lớp luôn nó sẽ đi được cái lớp da đó và đặc biệt nữa nó sẽ làm cho nạ vàng mà nó sẽ làm hỗ trợ cho những cái mụn cám đậu đen rất là hay xài cái này chưa ôi giá rẻ bèo nhiều luôn đó giá rẻ cho luôn á một tiếp này của hàn quốc bán giá mắc lắm hôm bữa em được tặng mà em có bán rồi mà chị thủy hồ không có coi like hay sao á khách mới đúng không ạ đây nè để em mở lên cho mọi người xem nạ vàng đã lắm mọi người ơi của hàn quốc nạ này rất là ngon luôn xài bao sướng luôn Đợi em tí nha Đây nè Bữa em bán cho mà Ai coi like là thấy được Mua được Nạ vàng này ở ngoài người ta bán rẻ nhất 250, 270 rồi Mặt nạ vàng collagen Mặt nạ vàng collagen 250 Đây Ha mọi người ha Hôm bữa em được hàng bất tặng Em có tặng ở trên like á Em còn được Chục tiếp em hết rồi Đó 2024 Ai lấy nạ vàng cờ môn nha Hôm bữa bé anh tặng mấy chị hàng chuyên chính hãng Có tập đoàn Samsung bảo trợ Và đặc biệt mặt nạ này có được dấu mặt của GMP luôn Ai lấy nạ vàng cờ môn dùm em Đặt trên like tính mọi người Trăm rưỡi chai Xài ngon lắm Mặt nạ này xài rất là êm nha mọi người ha Và đặc biệt nữa Peel a pack nó sẽ thay đi những cái lớp da xấu ở trên da và đặc biệt cái mặt nạ này á nó làm từ vàng 24 carat nó sẽ hỗ trợ trị mụn gọi là mụn đậu đen nè mụn cám nè và đặc biệt là những sợi bãi nhờn mấy chị thoa lên trên những vùng cánh mũi á cái này mấy chị thoa hết mặt nha cái này thoa hết mặt nha nó không phải là mặt nạ lột mụn bình thường mà mấy chị thoa hết mặt luôn nó sẽ làm đều và nó đẩy nó tẩy đi cái lớp bào chết ở trên da những cái lớp bào chết mà khó ra á. xài đi mấy chị để trên da khoảng 20 mươi cho tới hai phút mấy chị lột ra bao êm luôn xài thử đi nha ghi giùm em là nạ vàng trăm rưỡi nạ vàng một trăm rưỡi chuẩn âu chính hãng không bé hàng giả ai mua rồi biết nha nó thơm lắm thơm giả mang luôn á mọi người xài rất là ok ai chưa xài thì nên trải nghiệm thử nha nạ vàng bán mấy chị giá rất 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 là rẻ luôn ai lấy cứ comment trên like giùm em à, sắp tới tết để em về thêm kem đánh răng hôm bữa em mới về 10 thùng nhưng mà sao khách lấy hết trơn Không còn thùng nào hết <laughs> Kem đánh răng nhiều người hỏi quá trời luôn á Có ai uh, có ai đợi kem đánh răng của bé anh không Kem đánh răng bữa giờ nhiều người hỏi lắm Kem đánh răng 93 của hàng Kem đánh răng của em mấy chị xài với hàng em bán và hàng giả đi Nó khác nhau hoàn toàn luôn Ok, nạ vàng là rưỡi đó chị xong Thanh Nạ vàng trăm rưỡi Nạ vàng này xài ngon lắm nha, rất là ok Các chị lên mẹ tham khảo đi Ở ngoài bán cao lắm cái anh được tặng còn được hơn 10 tiếp à Tính mấy chị trăm rưỡi luôn Cái nào được tặng thì mình tặng giá rẻ nha Còn cái nào mình nhập vô giá cao thì mình phải bán lời Còn cái này mình được tặng nên là mình bán vậy là quá ok rồi Trăm rưỡi Xài rất là ngon của Hàn Quốc hàng chính hãng Các chị ơi đợi nó khô Cảm ơn em nha chị đi ngủ <laughs> Ok đi ngủ đi chị xong thành Đợi nha Khô xong mình lột lên Lên mạng sọt đi Ở đâu bán trăm rưỡi Chặt đầu em liền Nói vậy thôi Tại vì mình vô được cái giá tốt Mình mới bán rẻ được Còn người ta là người ta nhập giá cao Sang tay rồi này nọ Nên người ta phải bán lên người ta lời là đúng rồi Còn cái này là em có được giá tốt thì em lấy Ai lấy cứ ghi là nạ vàng là có đơn Chị nào mà đặt hàng mà không thấy em đọc tên chút đơn Ở bình luận thì mấy chị cứ comment lại Dùm em là được rồi Tại vì facebook dạo này nó hay bị ảo lắm mấy chị Có nhiều người comment nó không có hiện lên á Xong mà lét tắt like xong mà nó nhảy lên quá trời luôn Nên là ai coi like không thấy comment Không thấy đọc thì comment lại Tẩy tế bào chết em đang về chị Hằng Võ Em đang kiếm loại tẩy tế bào chết này cho mấy chị mà phải đặc biệt cơ Hàng thường thì em thấy nó bình thường quá Em đang kiếm cái loại tẩy tế bào chết phiên bản mới này nè Mà nó chưa có sale em đợi hoài mà em tức ghê luôn á Đợi em đi Ráng đợi em thêm vài hôm nữa đi chị Hằng Võ <laughs> Bữa giờ ai cũng hỏi tẩy tế bào chết đó. Đợi mấy bữa đó đi Xài đi nha siêu ok luôn Rất là êm Đợi nó khô cho em tầm 20-25 phút mấy chị lột nó ra cái sợi bả nhờn trên lỗ mũi mấy chị nó đi trời ơi em nói thiệt mấy chị lột xong mấy chị cảm thấy nó ghiền luôn á xài rất là đã 150 trăm ai lấy cứ comment nha mọi người nha trăm rưỡi thôi à quên nữa xí bùm bùm mọi người ơi mọi người có thấy em không để em nói mọi người nghe cái này sao dạo này có lọc nhiều lắm <laughs> ở bên uh, thương hiệu chk rolling em được uh, đạt uh, gọi là sao ta kiểu giống như trong trong cái uh, năm vừa qua là em đặt nhị hoa nghệ tây nhiều á Ờ, em đặt ở trong cái cửa hàng đó, ngay ngay cái ngay cái chợ vàng của Dubai á thì nó sẽ đang có chương trình giảm giá cái này nè ở bên nước ngoài nó cũng có black friday nha mọi người đây sữa rửa mặt nhị hoa nghệ tây có ai đang xài loại này không em đang có được mua được giá giảm đó ai đây. đây nè đắt lắm mọi người ơi hàng chính hãng của nó mấy trăm ngàn nha hàng giả nó có 35 mươi lăm ngàn ai đừng mua hàng đừng so sánh với hàng giả với hàng thiệt giùm cái đi trời có ai biết cái này không đây ôi có ai xài cái này chưa sữa rửa mặt saffron uống là uống nhị hoa nghệ tây mà cái này là cho bé anh là mặt nạ nhị cái này là sữa rửa mặt nhị hoa nghệ tây nữa cái này sẽ giảm thâm mụn nè cung cấp độ ẩm cho da và đặc biệt cái này sẽ giúp cho da nhạy cảm nó có tẩy đi một cái lớp tế bào chết nhỏ luôn ở trên da cái này hay lắm nha mọi người ha sản sinh thêm collagen và đặc biệt nó mềm lắm có ai dùng cái này chưa ai mọi người đó trời ơi vài bữa nữa về giá tốt mấy chị tranh thủ mua giá rẻ lắm nay đang có chung đang có chương trình bên đó sale nè giá tốt cực kỳ luôn để em về em cho mấy chị xài khách em xài ai cũng khen cái loại này hết á mà nó đắt tại vì nó nhỏ xíu rồi mà nó mắc lắm hộp này được trước em bán là 350.000 năm một chai nè 350.000 năm một chai nè mọi người mọi người cứ coi đi rất là nhiều luôn đó 79.000 nữa đó 79.000 nữa mấy chị xem đi Ôi có chỗ bán 45 ngàn nữa Nhiều giá lắm mọi người ơi Rồi ơi Bây giờ giá tầm lum tà la tà le hết Mình đâu có biết được đâu Đây nè Tốt cực kỳ luôn á Thôi cứ đợi đi nha Khi nào mà em có Có giá tốt thì em like cho Nó đang chào em cái sữa rửa mặt nhị hoang VD này nè Giá gốc của nó rất là cao luôn à, VD này nè đây là cũng không phải loại loại mới đâu Cái này thị trường Anh Quốc nó bán cũng nhiều lắm Nhưng mà em đang ưng cái loại cũ em xài hơn rửa mặt nhị hoa nghệ tây vây đi này nè Ba trăm mấy luôn á Hai trăm mấy Bốn trăm mấy cũng có Nhiều giá lắm Khi nào hàng về em like cho Đợi em đi Trời ơi Trời ơi rửa mặt nhị hoa nghệ tây của Nhật Kim Anh Lâu ra sinh sai năm trăm rưỡi Trời ơi giờ nó bán quá trời loại luôn á mọi người Trời ơi, treo rửa mặt mà năm chục là hàng giả nha <laughs> Mua hàng coi cẩn thận nha mọi người ơi Giờ hàng giả nhiều lắm Cái hàng sữa rửa mặt nhị hoa nghệ tây Cái VD á, có loại giả có 75 ngàn, 80 ngàn Nhỏ khi mới chào em xong luôn mà em không có lấy Em bán hàng giả em không có quen Em bán hàng xịn không à Nên em bán hàng em không có thất đất đâu mọi người Ai mua hàng của em yên tâm Hàng em xài em bán nên là em chỉ bán hàng chuẩn thôi Ha mọi người ha rồi mấy chị còn hỏi em gì nữa không Mấy chị comment đi để em đi xuống <laughs> Hôm nay hết sức like rồi Tặng xong rồi hết bán biết bán gì rồi Còn coi like em không mọi người ơi Có mình em like mấy chị nghe buồn ngủ hả Bữa nào rảnh like cho sữa tắm này nè Thơm Chị, à, chị Hạnh Dung Em mới về em tắm mà em ghiền luôn á Thơm lắm Bữa nào rảnh like Mẫu mới luôn á. Thôi đi ngủ nha. Ngày mai gặp lại nha. Giờ livestream mà không thấy ai còn coi live đó, đi ngủ đi. <laughs> Hẹn mấy chị gặp lại để coi coi ngày mai có hàng mới gì không, mai mình về mình live. À, cầu mong ngày mai ngày mốt về được cái chống nắng Banobagi, em cũng nôn lắm á. Trời chống nắng đó mắt. À quên nữa. Để coi ngày mai có quần áo không, ngày mai live nha. À, ngày mai theo dõi live buổi trưa khoảng 2 giờ 2 rưỡi thường thường trưa thì em hay lay like đồ lắm các chị có theo dõi like của em 2 giờ 2 giờ rưỡi ha à, biết đâu ngày mai em like Trời ơi, để em tranh thủ ngày mai em lên like thêm mấy cái áo nam Sao nhiều người hỏi áo nam quá trời luôn Xuống like người ta hỏi hoài à Ngày mai mấy chị thôi coi like của em lúc 2 giờ 2 giờ chiều đi 2 giờ hoặc 2 giờ rưỡi nha Ngày mai chắc em lên á Mai mấy chị nhớ theo dõi like của em 2 giờ 2 giờ rưỡi Em sẽ lên cho mọi người quần áo à, Tối tối có hàng mới gì thì em like ha à, Chị Mai Thị Hồng Anh một nạ vàng Ok chị Mai Thị Hồng Anh chúc em ngủ ngon nha Ok chị Em hình như chị Mai Thị Hồng Anh này là khách mới đúng không Em nhớ có một like em like là 12 giờ rưỡi Thì em thấy chị Hồng Anh hỏi em về phong thủy Có phải chị không ạ à? Em không nhớ đâu Nhưng mà hôm đó em nhớ có hôm em lay 12 giờ rưỡi Có nhiều khách mới coi like lắm Và có những chị đã mua được vòng phong thủy luôn <laughs> Hy vọng là uh, phong thủy bên em mặc dù mới nhờ So với mấy chị Nhưng mà hy vọng mấy chị có lọc Mấy chị coi like, mấy chị ủng hộ em từ từ ha Nhớ nha, ngày mai 2 giờ 2 giờ rưỡi coi live stream của bé anh Mua quần áo Áo thun, áo nam gì tùm lum tà lá Có gì lên đó, hẹn gặp lại Chúc mấy chị ngủ ngon Hẹn gặp lại mấy chị có chương trình gì hay hay em sẽ đăng bài trước nha. Bye bye các chị yêu của em ạ. À.